cái hội chứng mà thường gặp ở trong đột quỵ. Sau khi có được hội chứng, mình sẽ định khu tổn thương. Thì trong đột quỵ thì đối với tụi em thì là thậm chí những cái bác sĩ sau này thì cái việc mà định khu vị trí mà chính xác tổn thương ở não nằm ở đâu, nằm ở vị trí nào, thì bây giờ cái công việc đó nó không còn mình phải quá đòi hỏi yêu cầu khắt khe nữa. Thì bây giờ có sự trợ giúp rất là lớn từ thời điểm học rồi 2 năm 30 năm thì cái việc định khu này nó cực kỳ khó khăn, mình phải khám rất là tỉ mỉ, rất là kỹ, rồi sau đó mình mới đoán mờ mờ về cái vị trí nó tổn thương nằm chỗ nào. Nhưng mà bây giờ mình đã có được cái hỗ trợ bằng cảm ứng mạnh nên là cái việc mà chính xác tuyệt đối thì nó không cần thiết nữa. Nhưng mà về căn bản trên bệnh nhân lâm sàng bắt buộc định khu được ở đây là phải phân biệt cho được về tổn thương nằm ở bán cầu hay là nằm ở thân não. Nhưng đã nói là hai cái vấn đề này nó cực kỳ quan trọng, khác nhau về mặt tiên lượng, khác nhau về mặt xử trí, và cái thái độ mình tiếp cận bệnh nhân không sẽ khác hẳn ở hai cái trường hợp này. Nên lưu ý cho chỗ định khu. Còn sau đó sau khi được khô mình sẽ có chẩn đoán sơ bộ, thì trong đột quỵ thì nó đơn giản hơn vì chẩn đoán sơ bộ thì chỉ có hai cái, một là nhồi máu não, hai là xuất huyết não. Thì thỉnh thoảng thì anh cũng có nhận được một vài câu hỏi là các bạn nói là làm sao trên lâm sàng mình sẽ phân biệt được giữa một bệnh nhân nhồi máu não và bệnh nhân xuất huyết não. Thì thực ra mà nói ngày xưa thì đối với các thầy khi mà chưa trong tay mình chưa có chẩn đoán nặng đó, thì người ta không gợi ý về những cái dấu hiệu lâm sàng thế này thế nào để gợi ý được là thế nào gợi ý là nhồi máu não, người xuất huyết não, nhưng mà gần như là không có cách nào về trên mặt lâm sàng không thể khẳng định được chắc chắn đó là nhồi máu não hay là xuất huyết não. Nên là hiện tại bây giờ để phân biệt mà chính xác cái chuyện mà nhồi máu não, xuất huyết não chỉ có thể dựa vào hình ảnh học mới đủ tự tin để mình khẳng định với lại để hướng dẫn điều trị. Tại vì hai cái bệnh này là nó hai thể bệnh không, nó cùng trong một bệnh cảnh đột quỵ nhưng mà nó đối ngược nhau hoàn toàn, cách sử dụng thuốc này nó sẽ không khéo mà nhầm qua nhầm lại dễ ảnh hưởng tới mạng. Còn về cận lâm sàng thì đối với đột quỵ thì cái nhận cận lâm sàng mình hay dùng nhất đó là CT scan, CT có thuốc để khảo sát mạch máu, người ta gọi là CTA, CT angio. Còn một phương án cái phương pháp chẩn đoán nặng nó tiên tiến hơn nữa là chụp động mạch số hóa xóa nền DSA. Thì DSA thì thường ít khi nào dùng trong việc chẩn đoán lắm, một số trường hợp đang khó khăn quá thì mình mới cần dùng đến DSA. Một phần lớn DSA sẽ áp dụng cho các trường hợp mà can thiệp để điều trị luôn, kết quả việc chẩn đoán mà điều trị. Thì sau khi mình có được cái thông tin từ cái học mình cho ra được chẩn đoán xác định, thì đối với một cái chẩn đoán đầy đủ thì chắc là khi mà đi vào tuần bài sẽ có được những cái chẩn đoán nó cụ thể đầy đủ hơn, thì các chị sẽ hướng dẫn hơn. Thì chắc là chị Bình sẽ hướng dẫn tụi em cái bài nhồi máu não, rồi Bình sẽ nói về nhồi máu não, còn anh sẽ nói về cái một cái chẩn đoán của cái xuất huyết não chút xíu là mình sẽ bàn tới ha. Rồi về xử trí thì chút xíu nói luôn. Rồi về phân loại về xuất huyết não thì như anh đã nói ở trên hồi nãy, xuất huyết não sẽ có hai loại, đó là xuất huyết dưới nhện và xuất huyết não. Nếu đối với bệnh nhân xuất huyết não người ta chỉ nói là xuất huyết não không, là tụi em tự hiểu là một cái xuất huyết nhu mô và xuất huyết não thắt, khi đó xuất huyết bên trong não nghe. Còn nếu người ta nói là xuất huyết nhạy thì nó rõ ràng rồi. Rồi đối với bệnh nhân xuất huyết dưới nhạy thì xuất huyết nhạy thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, có thể do chấn thương, có thể do rối loạn đông máu, có thể do can thiệp về mặt điều trị thì gì đó. Nhưng mà cái nguyên nhân mà xuất huyết dưới nhạy tự phát ấy, thường gặp nhất đó là do vỡ túi phình động mạch não, nó là cái từ tiếng Anh để đi kèm xuất do vỡ túi phình động mạch não. Đúng không? Thì tránh lẫn lộn cái chuyện mà túi phình với lại dị dạng. Cái dị dạng của động mạch dị dạng mạch máu não là một cái dị dạng nó bẩm sinh nó khác, còn cái mà túi phình động mạch não là giống như những cái động mạch ở nơi khác, ví dụ em nói về phình động mạch chủ nè, phình động mạch phình bóc tách động mạch cảnh hay là những cái phình, thì cái động mạch nội sọ mình cũng có thể bị phình ra mà nó vỡ thì nó gây ra cái bị cảnh xuất huyết như vậy. Thì cái hình ở đây, hình bên trái này là cái hình mô phỏng về cái những cái vị trí mà thường hay xuất hiện những cái túi phình, thì đây có thể quan sát thấy ví dụ như đây ngay là gốc, ngay này là động mạch đốt sống nè, bên này là ngay vị trí mà chia ra của động mạch đốt sống và động mạch pica, động mạch tiểu đạo sâu dưới á, là đây là đỉnh của động mạch thân này, đây là cái đoạn tận của cái động mạch cảnh ngay chỗ vị trí chia của động mạch thông sâu, người ta gọi là đoạn tận của động mạch cảnh trong, đây là vị trí của thông trước, là vị trí chỗ chia của động mạch nào giữa, lúc chỗ chia có động mạch trước. Thì một cái đặc điểm người ta nhận thấy á, là những cái vị trí mà xuất hiện những cái túi phình động mạch não thường ngay ở cái những cái vị trí chia đôi của các động mạch lớn, em để ý này, thấy không? Ngay vị trí mình có vị trí chia đôi đây,
Đây chia đôi, chia đôi thì thông thường thì những giả thuyết đó là khi mà đi qua những cái chia đôi thì dòng máu nó có độ xoáy, nó làm tổn thương động mạch về lâu về dần, nó làm máu nó bị yếu và tạo nên những túi phình. Thì khi mà những túi phình này tới một ngày đẹp trời nó không ổn định, nó bị vỡ ra thì nó gây nên cảnh một sốt như nhảy. Thì tại sao mà nó gây sốt như nhảy được, thì cái nhìn của hình bên cạnh thì thấy đây là một cái về mặt giải phẫu, thì muốn để cho tụi em hình dung được tại sao vỡ túi phình mạch máu thì nó làm máu lan tràn nó trong cái khoang như nhảy. Thì mình thấy đây cấu trúc nhất từ ngoài vào trong, mình có được ở đây là hộp sọ này, đi tới cái màng não là màng cứng, màng nhạy, cái khoang này người ta là khoang dưới nhạy đây, còn đây là màng mềm mình dung mô não. Thì thấy là máu chúng ta sẽ nằm trực tiếp trong cái khoang dưới nhạy này luôn, nên khi có một cái vị trí nó phình ra đây nó vỡ thì máu sẽ lan tràn trong khoang dưới nhạy này. Hy vọng tụi em sẽ hình dung được cái câu chuyện này ha. Rồi thì đối về cái lâm sàng của sốt dưới nhạy thì cái triệu chứng mà gần như mà nổi trội và đặc biệt nhất ở trong sốt nhảy là chứng bị đau đầu. Thì trong cái textbook hay là gì người ta mô tả đây là cái đau đầu sét đánh đó, dịch tiếng Việt đau đầu sét đánh tiếng Anh có chữ là thunderclap headache. Thì cái này là bệnh cảnh gần như nổi trội và đặc trưng nhất của sốt nhảy, và phần lớn gần như 100% bệnh nhân mà bị sốt nhảy đau đầu rất là dữ, đau khủng khiếp, đau không chịu nổi luôn. Thì thông thường để kiểm soát cái triệu chứng đau những bệnh nhân này thì chẳng thuốc giải đau thông thường như là paracetamol hay là chống acid thì nó sẽ không có ăn thua gì với cái bệnh cảnh đau đầu này hết, mà thông thường cần phải dùng tới nhóm opioid. Và đây là và cụ thể trên lâm sàng thì mình hay dùng cái chất nó gọi là phentermine đó, là cái thuốc giảm đau cực kỳ mạnh nha, mạnh tới 100 lần, hơn 100 lần so với morphine đó. Thì ngoài cái bệnh cảnh đau đầu ra thì sốt khí nhảy đối với bệnh nhân thì thường còn có tình trạng hôn mê, và phần lớn ở bên cạnh mà bệnh nhân bị đột tử ngoại viện, bệnh nhân đột quỵ mà đột tử ngoại viện đó, thì thần thánh sẽ nằm vào tình trí rơi vào cái trường hợp bệnh nhân bị sốt dưới nhạc này, kèm với những cái bệnh lý về rối loạn nhịp hay là để mà nhồi máu cơ tim cấp tính gì đó thì gây ra những bệnh cảnh đột tử. Thì cái đột tử thì thông thường sẽ rơi vào hai cái nhóm nguyên nhân này, về nhóm về tim mạch thì mình có nhóm về rối loạn nhịp này, nhồi máu cơ tim hay gì đó, viêm tắc phổi chẳng hạn. Còn riêng về nhóm bệnh nhân đột quỵ mà gây đột tử được đó, thì phần lớn sẽ rơi vào trường hợp bệnh nhân sốt dưới nhạy này, một số trường hợp rất là nặng khi mà máu nó xòa ra một cái bệnh nhân cần như rơi vào hôn mê ngay lập tức và ngừng tuần hoàn luôn. Nhưng mà cái này là tỷ số này nó cũng ít hơn so với cảnh tim mạch, phần lớn bệnh nhân sốt dưới nhạy đều được nhập viện. Hội những cái lâm sàng thì người cái đau đầu hôn mê thì có hai cái triệu chứng, hai cái hội chứng nổi trội trong cái bệnh nhân sốt dưới nhạy, nó là hội chứng màng não và là hội chứng tăng mạch sọ. Về cái hội chứng màng não thì nãy tụi em thấy rồi đó, thì ở đây nó nằm ngay trong khoang dưới nhạy, khi mà nó vỡ ra máu nó tức tiết ở trong khoang dưới nhạy sẽ làm kích thích các màng não. Thì như mình đã biết đó, thì đối với trong hệ thần kinh trung ương của mình thì cái thụ thể đau thì nằm ở mạch các mạch máu và các mạch màng não là tập trung ở hai cái cơ quan đó nhiều nhất. Chắc lại nghe, thụ thể đau trong cái thần kinh trung ương đó, sẽ nằm chủ yếu ở mạch máu thành các mạch máu và các màng não. Đó là lý do tại sao đấu trong cái hội chứng màng não và trong cái hợp bệnh nhân sốt dưới nhạy này bệnh nhân rất rất là đau. Thì ở đây có do thứ nhất là do vỡ mạch máu này, thứ hai là do máu nó xuất tiết ở trong cái phần dưới nhạy, nó lập kích ứng lên các màng não, nó tạo ra cái hội chứng màng não bệnh nhân cực kỳ đau nha. Thì cái ngoài ra một số trường hợp với bệnh nhân mà sốt nhạy nhiều á thì có thể làm gây nên tình trạng tăng huyết áp sọ. Thì đây là hai cái hội chứng nổi trội đối với bệnh nhân sốt dưới nhạy. Còn về cái biến chứng của sốt dưới nhạy thì ngoài cái chuyện mà gây ra những cái đau hay là gì đó về hội chứng theo các nội sọ mà não hôn mê gì đó, thì những cái vấn đề này thì nó mình cũng ít ba mình coi như mình biết rồi, nhưng mà có một cái rất là đặc biệt đối với bệnh nhân sốt dưới nhạy và trong những cái biến chứng mà mình sẽ đáng lo ngại nè, đáng lưu tâm gì nhất, cái biến chứng về co thắt mạch. Thì cái thường cái chuyện mà co thắt mạch ở trong bệnh nhân sốt dưới nhạy này nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng máu xuất huyết, và đặc biệt nó sẽ diễn tiến theo thời gian, thường sẽ rơi vào cái bệnh cảnh ngày thứ ba, ngày thứ tư sau khi sốt nhảy sẽ thường mới có triệu chứng về co mạch này. Thì cái đây là một triệu chứng, đây là biến chứng rất là nặng nề, người ta rất là sợ trên lâm sàng ha. Tại vì khi mà chúng ta co thắt mạch mà trong một số trường hợp nó co rất là nặng, nó gây cái tình trạng mà nhồi máu não, nó gây co mạch mạch quá nó gây tình trạng nhồi máu não luôn nha, rất rất nặng. Về hình ảnh học ở trong bệnh nhân sốt như vậy thì mình cũng giống như những bệnh nhân bệnh cảnh đột quỵ khác thôi, mình hay sử dụng là CT, CTA hoặc là DSA. Tại vì như mình đã biết đó, là cái sốt nhảy nguyên nhân sốt huyết dưới này tự phát
thường gặp nhất đó là do vỡ túi phình động mạch não. Thì đây hình ảnh học bằng CT thông thường, CT không thuốc á, mình chỉ nhận diện được là nó có xuất huyết như vậy hay không mà thôi. Còn để khẳng định được cái vị trí là có túi phình hay không, vị trí túi phình nó nằm chỗ nào thì mình phải dùng tới cái phương tiện hình ảnh cao cấp hơn, đó là cái CT mạch máu và DSA. Trong một số trường hợp nếu CT mạch máu nó không quan sát được vẫn nghĩ nhiều túi phình ha. Còn về điều trị, về cái điều trị chung á, đối với bệnh nhân xuất huyết như vậy thì cái nguyên tắc điều trị vẫn là mình thứ nhất là sẽ trị mạch qua ổn định bệnh nhân, rồi những phương pháp điều trị hỗ trợ năng đỡ gì đó. Đây, phương pháp thứ hai là can thiệp động mạch. Đối với trường hợp bệnh nhân mà mình phát hiện thấy túi phình sẽ có hai hướng, một là can thiệp động mạch, hai là phẫu thuật. Thì này tùy sau khi hội chẩn và những cái chuyên khoa khác, nhưng thì về thì bác sĩ chẩn đoán hình ảnh hay là bác sĩ ngoại thần kinh này đó sẽ có các phương án lựa chọn thích hợp tùy vào vị trí, tùy vào hình dạng và kích thước của túi phình. Còn về tiên lượng về cái túi phình thì mình sẽ có hai cái thang điểm, hai thang điểm này rất là thông dụng. Thì thứ nhất là thang điểm về phân độ về lâm sàng, có cái phân độ hình hình test thì nó dao động từ 1 tới 5, thì càng cao thì bệnh nhân càng tiên lượng tử vong nó càng cao hơn ha. Còn về cái thực hình lâm sàng về trên hình ảnh học đó, mình có phân độ Fisher. Thì phân độ Fisher này như tụi em thấy ha, thứ nhất là về mình sẽ trên lâm sàng hay dùng một phân độ Fisher này tại vì nó tiên lượng rất là chính xác bệnh nhân này. Còn về hình hết mình đánh giá nhanh thôi, thì Fisher mình thấy cái về có độ 1 tới độ 4 ha. Thì đối với cái từ độ 1 á, thì mình không có hình ảnh, tại vì độ 2 á, là mình thấy cái lớp dày của lớp suối như vậy là dưới 1 mm, độ 3 thì trên 1, còn đối với độ 4 thì có kèm theo suối nội thất hay là xong suối nhu mô. Thì cái này giúp mình để tiên lượng được cái nguy cơ của bệnh nhân diễn tiến tới cái tình trạng mà nhồi máu não mủ do co mạch. Thì chớ nha, thì cái hai cái slide này là gần như tóm tắt hết những kiến thức mà căn bản nhất về cái suất nhạy rồi, thì mình cố gắng về xem lại ha. Rồi này mình sẽ đi vào cái tiếp một cái thể xuất huyết tiếp theo là xuất huyết não. Thì cái phần lớn xuất huyết não mà tự phát á, xuất huyết não thì có rất là nhiều nguyên nhân, cũng do chấn thương, do rối loạn đông máu, do dị dạng mạch máu, vì do những bệnh lý viêm viêm nhiễm thần kinh trung ương, rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng mà phần lớn các trường hợp mà xuất huyết não tự phát của chúng ta là nguyên nhân đây là tăng huyết áp. Thì em sẽ thấy đây là những một số cái vị trí gây ra xuất huyết não này. Đây là xuất huyết ngoài màng cứng, đây là tụ máu dưới màng cứng, thì hai cái thứ bệnh này của chuyên khoa ngoại thần kinh, mình không có bàn cũng từ đây. Còn đây là vị trí, đây là xuất huyết ở sát vùng bỏ não, người ta gọi xuất huyết não thùy này. Xuất huyết này là chữ khe lên bắt cầu xuất huyết nhảy ha. Đây là xuất huyết vào trong hệ thống nội thất, người ta xuất huyết trong nội thất. Còn đây là xuất huyết ở trong nhu mô, đây xuất huyết ở vùng não sâu đây. Còn đây là những cái vị trí mà thường gặp, những vị trí thường gặp của xuất huyết não tự phát ở trên lâm sàng do tăng huyết áp. Thì về cơ chế mà gây cái xuất huyết não trong tăng huyết áp thì không phải là huyết áp đâu. Thì em đừng có hiểu lầm cái câu chuyện ở đây là bệnh nhân huyết áp nó cao quá, nó vọt lên làm vỡ não. Cái thực tế thì cái đó cũng là một trong những cơ chế, nhưng mà nó không phải là cơ chế chính. Cơ chế chính mà gây ra cái xuất huyết não trong bệnh nhân tăng huyết áp đó là cơ chế thoái hóa mạch máu và thoái hóa hyaline, thì thường xảy ra ở những cái động mạch sâu qua một cái quá trình mà chịu được một áp lực máu lớn hơn bình thường, thì máu phản ứng, những tế bào động mạch nó phản ứng bằng cách nó bị thoái hóa đi, thì về lâu về dần nó tạo nên cái những cái vị trí nó mạch máu nó bị yếu, và khi có những cái cơn tăng huyết áp nó vọt lên một cái là nó bị vỡ, gây thành trạng xuất huyết não. Và cơ chế chính nó là do thoái hóa hyaline ha, chứ không phải là mình cứ lầm tưởng là cho huyết áp nó cao quá nó vọt lên nó vỡ, nó không phải là như vậy ha. Rồi thì những vị trí mà thường gặp thì mình có thể thấy đây, thứ nhất đó, những vị trí những cái nhánh tặc của những động mạch nhỏ sâu trong não, ví dụ như ở đây thì mình có vị trí ở cái nhân nhân đuôi này, là nhân đạo gì đó đây tương tự ha. Rồi vị trí ở thùy não này, vị trí ở cầu não, là vị trí ở tiểu não, đây những vị trí mà thường gặp nhất do xuất huyết não cho tăng huyết áp. Thì như đã nói thì xuất huyết não nó nhiều nguyên nhân lắm, mà đối với mình ở đây mình chỉ học mình tập trung khu trú vào nguyên nhân cho tăng huyết áp thôi, không có lan man nhiều. Còn về xuất huyết não về lâm sàng thì lâm sàng của bệnh nhân xuất huyết não thì nó rất là dao động, có thể từ nhẹ không triệu chứng tới những cái triệu chứng rất là nhẹ, tới những triệu chứng trung bình, tới những bệnh nhân triệu chứng rất là nặng hôn mê, một số trường hợp bệnh nhân hôn mê sau tử vong luôn.
thì nó tùy vào cái mức độ tổn thương trong não như thế nào, tùy vào cái vị trí trên não bị tổn thương mà biểu hiện ra bên ngoài những triệu chứng khác nhau. Thì cái trong những hội chứng mà nổi trội mà nguy hiểm nhất ở trong cái bị cảnh mà xuất huyết não là hội chứng tăng huyết áp nội sọ. Thì tăng huyết áp nội sọ đây là nguyên nhân là do cái khối chống chủ, khi mà ta bị xuất huyết, một khối xuất huyết nó quá lớn, nó làm choáng chỗ trong não, nó tăng huyết áp nội sọ lên, thì nó gây ra những cái thoát vị, gây ra tụ cạc não, thì gây bị uy hiếp đến tính mạng của bệnh nhân hơn. À, ngoài ra có một cơ chế khác cũng gây ra tăng áp lực sọ trong bệnh cảnh xuất huyết não là cái não ung thủy, và đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân có tình trạng mà xuất huyết não thấp, nó làm kẹt cống não và làm gián đoạn sự thông thương của dịch ung thủy, làm gây tình trạng não ung thủy cấp tính và làm tăng áp lực nội sọ. Tại vì hình ảnh học thì cũng tương tự như các bệnh nhân đột quỵ khác không, thì mình hay dùng cái thứ nhất là về CT, CTA và DSA một số trường hợp cần thiết. Về điều trị thì dùng là nội khoa hay là can thiệp về động mạch trong những trường hợp nếu ghi nhận có dị dạng mạch máu, hoặc là phẫu thuật về dị áp của các loại dị dạng gì đó trong trường hợp nhân. Về xuất não á, đối với tiên lượng bệnh nhân xuất não mà mình có một cái thang điểm người ta được gọi là thang điểm xuất não, thì bao gồm thứ nhất là về cái điểm Glasgow khi nhập viện này, về thể tích khối xuất huyết khi nhập viện, về có xuất huyết não thấp hay là không, có xuất huyết dưới lều hay không. Dưới lều đây là xuất huyết về thân não, là tiểu não và tuổi của bệnh nhân, thì mình cộng tổng tất cả yếu tố này lại, cộng tổng tất cả yếu tố này lại thì cái điểm mà càng lớn thì tiên lượng bệnh nhân càng xấu. Và trong những yếu tố này thì những yếu tố mà tiên lượng độc lập mạnh nhất đó là thể tích khối xuất huyết. Thể tích khối xuất huyết ban đầu khi nhập viện thì thể tích khối xuất huyết sẽ là yếu tố mà tiên lượng tử vong độc lập cao nhất. Những cái thống kê thì thấy là trên nếu bệnh nhân mà thể tích khối xuất huyết mà ban đầu trên 30 cm khối hay là ml thì nguy cơ tử vong có thể lên tới trên 70%. Đây là yếu tố tiên lượng độc lập mạnh nhất. Còn về cái thang điểm về chính xác thì người ta trên lâm sàng hay dùng cái thang điểm nhất. Rồi thì đối với đột quỵ á, thì cái chuyện mà cực kỳ quan trọng là phải đọc được cái phim, đọc được cái phim CT thì là gần như rất là quan trọng, và đặc biệt đối với bệnh nhân xuất não. Xuất não thì CT nó nhạy và đặc hiệu hơn, nhạy và đặc hiệu hơn so với bệnh nhân nhồi máu não. Nên thường thôi, thông thường để chẩn đoán bệnh nhân xuất huyết não hay không mình chỉ cần dùng cái PCT là đầy đủ rồi. Nhưng mà thì cái chắc chắn mình phải biết thôi, nên cũng không có cách nào khác hết. Mình không đọc được PCT gần như mình sẽ không đánh giá được gì bệnh nhân ấy, mình không có hướng nào điều trị cho nó hợp lý. Thì anh hỏi chút là trước từ ai, tôi chắc tụi em chắc chưa ai được học cái đọc CT đúng không, được hợp chưa vì chẩn đoán hình ảnh đó. À, giờ về chẩn đoán hình ảnh thì tụi em có học được học CT rồi ạ. Có Tụi em hướng học dẫn ở năm... về, Dạ. có hướng dẫn đọc luôn CT sọ não chưa, có thầy cô nào À, dạy chưa? dạ rồi ạ, năm ba tụi em có học rồi ạ. Ok vậy Dạ. tốt. Bây giờ mình cùng đi qua ha. Thì đối với phân tích hệ CT thì chắc cũng không yêu cầu nhiều đâu, mình chỉ cần nắm ở đây nó có đưa ra hai cái lát cắt quan trọng nhất. Hai cái lá cắt quan trọng nhất khi đối với mình khi mình đọc một cái CT sọ não thôi. Thật ra nếu mà có điều kiện mình đi lâm sàng thì bạn sẽ cầm cái phim mà hướng dẫn cụ thể luôn thì nó sẽ hay hơn, nhưng mà giờ dạy mình cố gắng hơn. Thì trong cái CT sẽ có hai cái lát quan trọng nhất. Thứ nhất là cái lát đi ngang qua cầu não, đây đây là lát đi ngang qua cầu não này, tôi thấy này cũng lát cắt này. Đây là cầu não này. Rồi những cái cấu trúc xung quanh thì tại sao cái này nó quan trọng. Nó quan trọng là thường như hồi nãy tôi anh cho em coi đó, thì xuất huyết não thường những vị trí thông thường nó hay gặp có thể ở cầu não thì tiểu não, mình có thể đánh giá lên cái lát cắt này. Ngoài ra đối với lại cái lát cắt mà đi ngang qua cầu não này có một cấu trúc cực kỳ quan trọng, đó là cống não, là phức tư ngay đây. Đây là vị trí mà cực kỳ quan trọng mà hay xảy ra cái tình trạng mà tắc nghẽn, làm ra cái tình trạng mà động thủy, thì mình cần phải đánh giá là có xuất huyết ở vùng này được không. Thì tụi em một số cấu trúc ở đây quan trọng anh có highlight này, đây thứ nhất là cầu não, thứ hai là não thứ tư này, thứ ba là bán cầu tiểu não. Thì ít nhất là khi mình đọc tối thiểu thì có thể mình không có đọc chuyên được như cái bác sĩ về thần kinh hay bác sĩ dẫn hình ảnh, nhưng mà tối thiểu mình phải nhận diện được ba cái cấu trúc này, còn những cấu trúc khác thôi khi tụi em không biết cũng được, nhưng mà bắt buộc phải nắm cho được. Thứ nhất là cầu não này, thứ hai là về não thứ tư, thứ ba là về bán cầu tiểu não. Đối với một cái bệnh lý xuất huyết não thì phải nhận diện được ba cái cấu trúc này. Thứ nhất là để biết là có tổn thương hay là không, thứ hai là vấn về mặt tiên lượng,
thường đối với bệnh nhân mà xuất huyết mà mình còn gặp là một cái xuất huyết thì mình cảm lâm sàng nha, rất là nặng. Và trong trường hợp nếu bệnh nhân mà xuất huyết cầu não mà nhẹ thì cái nguy cơ mà trở nặng nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với các bệnh nhân mà xuất huyết ở trên cái vùng trên bán cầu. Thì em đã thấy là cái về cái thang điểm một tiên lượng người ta ở đây người ta cũng có luôn là xuất huyết dưới lều đó. Trong trường hợp xuất huyết dưới lều là bệnh nhân tiên lượng nó xấu hơn rất là nhiều ha. Rồi nhớ nhớ cái lát cắt này, rồi cố gắng coi qua một lần nữa, ghi nhớ đi. Rồi lát thứ hai là lát đi ngang qua cái nhân sáng trung ương, cái nhân nền. Thì đối với cái lát này là có rất là nhiều cấu trúc quan trọng mình cần phải biết, tại vì nó là trong những cái vị trí nó quan trọng và nó hay bị tổn thương ở trong cái bệnh cảnh đột quỵ. Rồi, thứ nhất chúng ta có thể thấy đây là đầu thị này, đầu thị đây là nhân đạo, vị trí này là nhân đuôi. Thì trên cái hình ảnh VCT tụi em có thể thấy được cái chất xám là sẽ sáng hơn so với chất trắng. Chất xám đây, đây mình thấy cái nhân ở đây cái nhân xám ở trong não đó, nhân đạo, nhân đuôi này, đầu nhân đuôi, nhân đạo này, đầu thị này, đây cấu trúc chất xám em thấy là trên cái phim tại sáng nó sáng hơn so với chất trắng hơn. Còn lại đây cái chất trắng này đây là bao trong này, mình thấy đây là bao trong hình chữ V này, này gọi là cánh tay trước bao trong này, cánh tay sau này, cánh tay trước thì chủ yếu là vận động này, cái dẫn truyền cảm giác, cánh tay sau là vận động. Còn người ta chúng ta thấy những cái thùy não đây, những cái khe bên này là rãnh serious. Rồi cấu trúc quan trọng thì mình có để hết ở đây, nên chú ý để coi và để cố gắng mình ghi nhớ những cấu trúc này. Thứ nhất là nhân đuôi nhân đại chỉ ngay đây, đây là nhân đuôi này, đầu nhân đuôi từ cái hình này đây. Còn những cái thể chai này nằm ngay đây, nó có chất trắng mà nó dùng để nối hai cái bán cầu lại với nhau. Đây là thể chai này, thể chai. Rồi bao trong thì nhận đã chỉ hồi nãy cái cấu trúc hình chữ V này, nó gồm có cánh tay trước và cánh tay sau. Cánh tay trước chủ yếu là dẫn truyền cảm giác, cánh tay sau dẫn truyền vận động hai bên. Rồi não thất bên, đây là hai não thất bên, thấy không, đây hai bên. Rồi não thất ba là nằm ngay cái đường giữa này nè. Cái não thất ba này cũng là một cái quan trọng, rồi vị trí mà hay xảy ra cái chuyện mà nó bị máu nó chảy trong đó, nó làm kẹt lại gây tình trạng não có thể cấp tính. Theo là rãnh bay, rãnh bay hay gọi là rãnh serious đó. Đây. Rồi, cấu trúc là nãy đã chỉ ra vào trong thủy đảo, thì thủy đảo là nằm ngay ngay cái chỗ này. Bên ngoài nhân đạo là cái thủy đảo. Rồi, đầu thị không có chỉ rồi, cầu chạc về sẵn thì mình gọi chung đó là hai cái này là nhân đạo luôn, nhân nuôi. Thì có đầu nhân đuôi và đuôi nhân đuôi, em biết được cái đầu nhân đuôi được rồi. Rồi nhìn qua một lần nữa mình biết được cái phim này là cực kỳ quan trọng đối với tiếp cận bệnh nhân đột quỵ ấy, kể cả nhồi máu não xuống nào gì đó thì bắt buộc mình phải dựa trên hình ảnh học, và các quyết định về mặt điều trị cũng đều dựa trên là đặc điểm của hình ảnh học hết, nên bắt buộc mình phải biết cái hình ảnh CT, không biết là không cách nào mình tiếp cận mình xử trí được bệnh nhân hết nha. Nhớ rồi, nên một số cái đặc lưu ý khi mình phân tích một cái hình ảnh học và CT của nhân xuất huyết não thì mình cần thứ nhất đặt thêm một cái trình tự. Thì cái trình tự thì tùy theo thói quen của người thôi, có người thì đọc theo thứ tự từ trên xuống, ở đây nghĩa là đọc những cái lát cắt cao xuống xuống thấp, có người đọc từ thấp lên cao, nó tùy theo thói quen của mọi người, không có cái bắt buộc phải theo trình tự nào hết. Có thể đọc từ ngoài cho trong, từ trong ra ngoài, đọc mô mềm trước, đọc xương trước, rồi đọc nhu mô sau. Một số người thì đọc ngược lại từ nhu mô đọc ra, tức là thói quen với lại cái quan điểm của từng người thôi, không có ai ép buộc hết. Nhưng mà vấn đề phải đọc theo một trình tự, một thứ tự đọc theo cái nào phải đọc theo thứ tự để tránh bỏ sót tổn thương. Một số trường hợp nghe xuất huyết rất là nhỏ, là những bộ tổn thương nó nhỏ quá nên mình đọc nhanh đọc lướt, mình sẽ không bao giờ, mình không theo trình tự rất là dễ bỏ sót. Còn về cái phần hành chính, rồi hành chính thì tất nhiên là rất là quan trọng, là cái việc mà để tránh nhầm lẫn bệnh nhân, rồi dễ rất là dễ nhầm lẫn về cái chuyện này. Nhưng mà có một cái quan trọng hơn đối với bệnh nhân đột quỵ, đó là yếu tố cái thời gian. Đây một cái CT là chắc buộc em phải biết được cái thời gian chụp của bệnh nhân, là nó chụp phim nó lúc mấy giờ, và cái thời điểm bệnh nhân mà được chụp phim đó là bao nhiêu tiếng,
bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ sau khi bệnh nhân khởi phát triệu chứng, nên là cực kỳ quan trọng. Đặc biệt về cái thời gian này nó cực kỳ quan trọng đối với trong trường hợp bệnh nhân nhồi máu não. Nhồi máu não cực kỳ quan trọng, tại vì mình để coi mình có ra được phương án điều trị thích hợp cho bệnh nhân thì chắc là lúc nào học bệnh nhân nhồi máu não thì mấy chị sẽ nói kỹ hơn. Còn đối với nhà xuất não cũng như vậy, thì khi mình nhìn được cái phim á, mình biết được cái ngày giờ cái thời gian xuất huyết, thì dựa vào cái phim sẽ tiên lượng được. Phim bệnh nhân chụp ở ngày thứ nhất nó khác, tiên lượng khác. Phim bệnh nhân chụp ngày thứ hai tiên lượng khác. Phim bệnh nhân chụp ở tuần thứ hai tiên lượng nó khác, khác nhau hoàn toàn. Bắt buộc em rất là để ý về chuyện thời gian trong khi chụp phim trong cái bệnh nhân đột quỵ. Còn đối với cái định khu được vị trí tổn thương khi đọc CT thì lưu ý những hai cái lá cắt vừa rồi để chỉ thôi. Đúng rồi, em chắc là không bị cần nhiều, và ngay cả những bác sĩ mà không có hành nghề chuyên về thần kinh hay hành nghề chuyên về đột quỵ thì chỉ cần mình nắm vững được hai cái lá cắt. Thứ nhất là lá cắt ngang cầu não, lá thứ hai là ngang các nhân xám ở trung ương đó. Mình sẽ coi như mình nắm được cơ bản tất cả các vấn đề, thì định khu được cái vị trí tổn thương của bệnh nhân rồi. Và ngoài ra có một vấn đề rất quan trọng nữa, đó là phải nhận diện được cái dấu hiệu cấp cứu ở trên CT scan. Thì hai cái dấu hiệu mà bệnh cảnh mà cấp cứu nhất đối với bệnh nhân đột quỵ, và cụ thể đây là bệnh nhân suy não, đó là thứ nhất là cái dấu để lại đường giữa, dấu để lại đường giữa. Thứ hai là cái dấu của não ung thủy. Thì để tôi em cho em minh họa về cái để lại đường giữa. Thì đây trường hợp này nè, một cái phim có thể để đây mình cả hai cái máu ở đây, từ đây tới đây, từ cái xương trán tới cái xương chẵn, nên người ta gọi là cái đường giữa. Và cái vị trí mình em thấy không, cái thường thông thường ngay cái điểm chia não thứ ba này, nên là cái đường giữa nó sẽ nằm ngay vị trí đường giữa thẳng đường này. Trong trường hợp này có huyết này rất là bự nè, có đẩy lệch một bên luôn, thì cái này là gây ra cái một cái tình trạng thoát vị đó, thoát vị qua cái liềm. Và cái tình trạng mà đường giữa đẩy lệch nhiều như vậy đó thì nó chứng minh là áp lực nội sọ nhân đang tăng rất là cao. Và đây là một trong những bệnh cảnh cấp cứu mà thường phải đặt ra các vấn đề phẫu thuật mở sọ dưới áp gì đó cho bệnh nhân. Lưu ý cái tình trạng mà não có tình trạng mà đẩy lệch đường giữa trong cái phim CT scan. Tình trạng thứ hai là cái não ung thủy. Não ung thủy ở đây phản ánh ở trên cái CT là gây ra tình trạng giãn não thất đó. Thì cái phim là giảm thất là phim này không có rõ lắm, chút xíu xuống dưới mà có một cái phim mà sẽ chỉ kỹ về cái tình trạng giảm thất trên CT. Rồi nãy giờ thì mình đã bắt đầu mình đi vào cái lý thuyết sơ, nhắc lại lý thuyết về cái xuất huyết não rồi, lý thuyết cơ bản về cái bệnh nhân xuất huyết nhẹ này, lý thuyết cơ bản về cái bệnh nhân xuất huyết não. Thì bây giờ mình sẽ có hai cái ca lâm sàng nó minh họa để mình cùng thảo luận về cái hai ca lâm sàng này ha. Về trường hợp thứ nhất thì chúng ta có một cái bệnh nhân nam 60 tuổi đi nhập viện cấp cứu là vì đọt hồng yếu màng hai người trái. Thì khi bật cấp cứu thì với cương vị đối với tụi em là bác sĩ cấp cứu thì mình cần phải hỏi bạn mình đánh giá những cái gì, mình suy nghĩ để coi sao để tiếp cận bệnh nhân ở đây. Trong trường hợp nếu em được cấp cứu, em là bác sĩ cấp cứu đi, thì mình vô thấy một cái bệnh nhân bị yếu nửa người trái thì cái việc mà sao hỏi bệnh mà đánh giá những cái gì. Suy nghĩ thử. 2 phút suy nghĩ. Suy nghĩ nghe, KO bất kỳ đó, cái này mình chỉ thảo luận thôi, rất là bình thường, không có gì phải áp lực hết, cứ biết gì nói nấy, nghĩ gì nói nấy thôi, không có đúng sai gì hết, không có lo.
Rồi, bắt đầu đi. Tôi bắt đầu từ nhóm trưởng trước đi. Nhóm trưởng rồi. Em thì đối với bệnh nhân mà 60 tuổi, độc ngọc với người trái vô cứu. Khi tiếp cận bệnh nhân có cứu thì em cần khai thác thông tin gì? Dạ thầy ơi, có 6 nhóm trưởng không thầy? Một sáu nhốt là hả? Dạ, từ Thôi nhóm nhóm 1 đến nhóm 6 ạ. Dạ. thôi nhóm một trước đi, đi theo thứ tự đi. Dạ, em chào thầy ạ. Em là nhóm trưởng nhóm 1 ạ. Thoải mái đi em. Dạ, với một nhân nam 60 tuổi vào viện vì yếu một phần hai người trái thì trước tiên thì mình phải đánh giá xem là mà glass draw của bệnh nhân là bao nhiêu điểm, đánh giá tri thức, đánh giá xem bệnh nhân có cái dấu hiệu cần phải cấp cứu hay không ạ. Đánh giá xem bệnh nhân có ổn định hay không ạ, cần phải xử trí cấp cứu hay không. Nếu như mà không có thì sau đó thì mình mới tới thăm khám và hỏi bệnh nhỉ. Thôi em mà let's go máy điện mà phải cấp cứu. Dạ, theo em thì glass draw là từ 3/8 điểm ạ. Tắm điện. Tiếp đi, tiếp đi. Tiếp theo hỏi bạn thì mình phải hỏi thử là bệnh nhân có bị chấn thương gần đây hay không ạ, để loại trừ các trường hợp chấn thương ạ. Không, ca này độc ngột mà, bệnh nhân độc ngột với người bên trái mà. Làm sao? Đó thì mình phải hỏi xem bệnh nhân có tiền sử mắc các bệnh như là tăng huyết áp hay là đái tháo đường, hút thuốc lá hay là uống rượu bia hay không ạ. Sau khi hỏi tiền sử thì mình qua hỏi xem là triệu chứng bệnh nhân có triệu chứng như là đau đầu hay là buồn nôn, nôn ói, mất ý thức hay hôn mê trước khi vô viện không ạ. Thời gian mà bệnh nhân bị xuất huyết nặng, thời gian bệnh nhân bị yếu người là khi nào ạ? Thời điểm từ khi bị yếu người cho tới khi vô viện là bao lâu ạ? Tiếp đi, tiếp đi. Em muốn nói, em suy nghĩ gì cứ nói đi. Tiếp theo là mình cần phải mình khống bệnh Phải luôn làm không gì thầy? nữa? Hỏi trước, nói phần hỏi với lại hỏi thôi. Khám từ từ sau. Hỏi trước. Rồi còn hỏi gì nữa không? Có đau đầu được không ạ? Và tiền sử. Và cảm ơn em. Rồi tiếp. Dạ, Rồi cảm ơn chấm ạ. trữ. Rồi để bạn khác. Chấm trữ chấm 2. Chấm trữ chịu khó thôi. Biết sao giờ anh đâu biết có ai đâu. Chấm trữ chấm 2 đi. Dạ thầy, Bổ sung nhiều cho theo bạn em không? nghĩ dạ em nghĩ là trong cả yếu tố hỏi bệnh thì thôi Và cái có hai vấn đề hiện tại tiếp cận đó một bệnh nhân mà về đột quỵ mà khi vào cấp cứu sẽ có hai vấn đề, thì hai vấn đề mình cần thực ra rất là nhiều vấn đề, nhưng mà hai cái vấn đề mình sẽ cần lưu tâm nhất là giống như bạn hồi nãy nói mà nhóm một á, thì vấn đề đầu tiên là phải nhận diện được cái tình trạng bệnh nhân cấp cứu hay là không nha. Tình trạng cấp cứu ở đây là thông thường sẽ đánh giá qua cái mức độ tri giác mà cụ thể ở đây thang điểm sẽ gâu kèm thêm một số cái những cái dấu hiệu khác mà có khi tụi em đối với tụi em thì tụi em chưa nhận diện được. Ví dụ như là tình trạng rối loạn nốt này, tình trạng siêu hô hấp này, này mình đánh giá lần lượt theo thứ tự mà ABC gì đó, thì cái đó thì chắc là vì nó cấp cứu mình sẽ biết rồi đấy, khi mình đi mình tiếp xúc nhiều mình sẽ biết về những cái vấn đề mình nhận diện được, những vấn đề mà cần xử trí cấp cứu hay là không. Cái đó là vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất, được chưa, là mình có cái vấn đề cấp cứu gì không. Mình phải đảm bảo được bệnh nhân là có A là airway, phải đảm bảo bệnh nhân được thông khí tốt này, phải đảm bảo được cái về mặt huyết áp, về mặt huyết động. Rồi cái vấn đề thứ hai cực kỳ quan trọng đó là bệnh nhân đột quỵ, như bạn nãy nói là vấn đề về mặt thời gian, trong cái bệnh sử đã về mặt thời gian nó cực kỳ quan trọng. Rồi đặc biệt khi mà đối với bệnh nhân mà khi mà vào cấp cứu theo bệnh nhân mà đột ngột yếu nửa người, thì trong đầu mình gần như mình đã khẳng định bệnh nhân đột quỵ rồi, nhưng cái hướng xử trí nó phụ thuộc rất là nhiều về mặt thời gian. Và đặc biệt đó là đối với trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu não thì thời gian là gần như mang yếu tố quyết định tới cái chẩn đoán, cái điều trị của bác sĩ. Đó là bệnh nhân nó vào vào giờ thứ nhất này,
rồi giờ thứ ba nó khác, rồi giờ thứ năm khác, rồi giờ thứ sáu khác, hay là vào ngày thứ nhất, vào ngày thứ hai, vào ngày thứ ba nó hoàn toàn khác, nó thái độ về mặt sự trí và mặt tương tự nó cực kỳ khác luôn, nên là phải lưu ý ha. Thứ nhất, đánh giá và nhận diện cho được cái tình trạng bệnh nhân có cấp cứu, có cần vấn đề gì xử lý cấp cứu hay không. Thứ hai là phải cố gắng lưu ý hết sức về cái thời gian để mình có thể mình có thái độ nó sẽ khác nhau. Chẳng hạn đối với trường hợp bệnh nhân này vô yếu nặng người vô giờ thứ ba đi thì thôi làm gì làm khám chỉ là nhanh chụp tiền ở PCT để xác định là bệnh nhân có nhồi máu não hay là xuất não không để mình còn ra quyết định điều trị cấp cứu. Cụ thể đây là có thể là ra phương án về tiêu sử huyết hay là điều trị gì đó để cố gắng mình đem lại cái hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân. Thì vào bài nhồi máu não chắc chị sẽ hướng dẫn cho em sau. Rồi đối với trường hợp bệnh nhân này thì khi vật cứu sẽ ghi nhận như vậy. Cái giờ thì ở đây giữ cái giờ mình cho là giờ thứ sáu đi, cho giờ thứ sáu. Thì đối với trường hợp này em đọc qua đây để em coi cần thêm cái thông tin gì. Giờ thứ sáu nha, rồi mời chúng trực như ba đi, em cần thêm thông tin gì về nhân này? Cần Hay thêm thông là tin gì không em? hay là đối với bệnh nhân này là mình vào mình ghi nhận đã được cái last là 15 điểm cũng như là tiền sử và có triệu chứng mà coi nang thì đó là hỏi là được được em được giới thiệu đi đây lúc này, nhưng mà là bệnh này có tỉnh em sẽ chú ý vào cái huyết áp của bệnh nhân, đó là huyết áp của bệnh nhân là 200 trên 110 mm chức năng, tức là bệnh mình cứ nghĩ là bệnh nhân này mình sẽ có phần nói là bệnh nhân này có một cái tan một cái tăng huyết áp thì mình sẽ nghĩ nó là như thế để dạy là nghĩ tới là muốn được xuất huyết nhiều mô não, nhưng mà cái bệnh nhân này là Glasgow là 15 điểm thì em nghĩ là phải đánh giá lại Glasgow cho bệnh nhân. Sao là sao vậy? Ý là phải đánh giá để mà let's go kiểu sao? Tại vì em nghĩ là em Thì nghĩ là bác sĩ đánh giá là sai à? Thì sao? dạ Có nói bình dạ thường đi, em nghĩ gì nói nấy thôi. Cần dạ thêm thế thông em tin nghĩ gì không? là dạ Có cần thêm thế thông tin mẹ gì không? Bây giờ em nghĩ là này đủ thông tin rồi. thầy, nếu mà trên cái coi này thì em sẽ nghĩ nó vì một bệnh nhân tăng áp vào viện vì tăng áp cấp cứu hơn là một bệnh nhân. Không, em hỏi là em thấy vậy là đủ thông tin chưa, có cần cung cấp thêm thông tin gì không để chẩn đoán cho bệnh nhân á, nên mình chưa đi vào sâu vào vấn đề mà điều trị được không nha. Dạ Ý là mình ghi nhận cấp em cứu vậy này, em có cần thêm thông tin gì để em chẩn đoán cho bệnh nhân không? dạ chắc em là đề nghị lên cảm ơn sàn chứ không cảm ơn cái gì này. Không cần lâm sàng để sao, đã này em đang nói đánh giá cấp cứu thôi, mình chưa nghĩ cần lâm sàng này, mới thông tin về việc khám không mất. Em thấy em ghi nhận này nó khám thiếu cái gì không? Dạ không Em có thiếu cần thêm thông 12 tin gì sâu để da em chẩn dày viên đoán sọ. không? Hả? Không thiếu 12 sâu da dày viên sọ. Đó, anh chờ em nói nãy giờ nói cái đó đó nha. Hết Dạ. sức lưu ý về cái chuyện mà em hết sức lưu ý về cái 12 đứa cần kinh sọ. Khám bình thường, ghi bình thường hoặc là bất thường về cái bất thường thì nó giúp cho mình định khung nhanh về cái bệnh nhân đó. Trong trường hợp nếu mà nó có dấu hiệu mà hai gian kinh sọ nó bất thường kèm theo á, thì khả năng cao sẽ hướng tới vị trí tổn thương nó nằm ở thân não, nằm ở tuần hoàn sau. Còn đối với trường hợp mà nếu về cái mà hai gian kinh sọ nó bình thường thì cái định hướng của mình sẽ đưa lên phía bán cầu, thì hai cái bệnh cảnh này nó tiên lượng nó khác nhau, mình một số vấn đề sẽ lưu ý nó khác nhau. Đối với bệnh nhân tuần hoàn sau có một số những cái vấn đề mà hay bị kèm theo, chẳng hạn như bệnh nhân bị rối loạn nút này, hay là bệnh nhân có thể đột ngột có tổn thương những cái cơ quan, ví dụ trung vô hô hấp thần kinh, một số trường hợp có thể gây ra đột ngột bên tuần hoàn ngừng hô hấp, là rất là dễ siêu hấp chẳng hạn, có nhiều vấn đề ha.
Thì đối với những cái trang cái một cái mình lưu ý ở trong cái thông tin này, thực ra mình quan trọng nhất của đây giờ mình cần thêm cái thông tin mình hay là kinh sợ. Thì sau khi mình có được cái thông tin ở đây, thì đây là cái thông tin ngoài ra là về cái tiền sử này nè, về cái tiền sử của bệnh nhân, về huyết áp ở đây được, không phải mình chỉ ghi nhận về tăng huyết áp không, nếu đường không bắt buộc em phải cố gắng mình khai thác cho được cái thông tin về sử dụng thuốc, bệnh nhân là sử dụng thuốc gì nha. Về ví dụ tăng huyết áp, bệnh nhân đang uống thuốc gì, liều lượng bao nhiêu một ngày mấy viên, thì bắt buộc phải nắm thông tin để mình có cách mình xử lý huyết áp nó khác. Chẳng hạn ví dụ bệnh nhân này huyết áp 200 trên 100 mà ở nhà cũng đang uống thuốk đều mỗi ngày 2 viên amlodipine 5 mg chẳng hạn, và cái tiên lượng của mình về sử dụng cái thuốc hạ áp nó sẽ khác rồi. Đối với bệnh nhân không sử dụng huyết áp, là bệnh nhân không sử dụng thuốc huyết áp mà huyết áp lên 200%, hay là đối với bệnh nhân mà đang dùng thuốc huyết áp, lên 200%, là hai cái vấn đề nó khác nhau rồi. Cái chuyện theo dõi cũng sẽ khác nhau, mà cái liều thuốc mình dự trù sử dụng cũng sẽ khác nhau nha. Và đáy đường tương tự vậy thôi, có là bệnh nhân đang dùng thuốc uống như thế nào để mình canh chỉnh cái liều thuốc. Thường đối với bệnh nhân mà đột quỵ trong giai đoạn cấp tính, mình sẽ ưu tiên sử dụng insulin, kiểm soát insulin, thì mình sẽ không có dùng thuốc lên đường uống. Nên được đối với bệnh nhân khi mình sẽ biết được bệnh nhân đái tháo đường dùng cái thuốc gì, chẳng hạn metformin nên dùng diamicron hay gì đó, mình sẽ ước chừng để mình tính toán được cái liều lượng insulin nó hợp lý ha. Rồi thì đối với bệnh nhân này thì mình sẽ có được là tiền sử bệnh nhân tăng huyết áp điều trị amlodipine 5 mg trên ngày, đái tháo đường điều trị metformin 2000 mg, và lâm sàng hiện tại thì ghi nhận bệnh nhân đau đầu rất là nhiều. Về chức năng thần kinh cao cấp chẳng xuất được score 15 điểm này, định lực ngôn ngữ cho nhau bình thường, mà hay là kinh sợ thì liệt mặt trong người bên trái, nhưng có nói khó. Về vận động thì bệnh nhân yếu là người trái, sức cơ tay chân trái 4/5, thì tim mạch hô hấp cơ quan khác thì bất thường. Về nhiệt độ thì không sốt, mạch 90, huyết áp 200/110, huyết áp 295. Thì đối với trường hợp bệnh nhân này thì tụi em sẽ nghĩ mình sẽ trí cấp cứu vấn đề gì, định khu tổ tổn thương này, về chẩn đoán sơ bộ, về nghiệm cận lâm sàng. Còn rồi với cái nhóm còn lại thôi, 6 nhóm đúng không, 3 nhóm rồi, thì nhóm 4 này, nhóm trợ nhóm 4 cho anh biết đi, giờ ca này sẽ xử trí cấp cứu, mình sẽ xử trí gì này, là trường hợp bệnh nhân rất là thực tế, chắc chắn mình sẽ đọc. Thưa thầy, là đầu tiên là mình sẽ xử trí cái làm cho cái huyết áp bệnh nhân nó giảm xuống đầu tiên đã. Số bao nhiêu? Em nghĩ là xuống tầm 130/80 Nhớ hoặc nghe, ca là này là em mới thích, em lưu ý nè, ca này mới tiếp cận cấp cứu thôi, em chưa biết là bệnh nhân bị gì luôn á, chưa biết là xuống não, chưa biết là nhồi máu não, mà bệnh nhân vô viện vẫn giờ gần giờ thứ sáu, hơn giờ thứ năm, gần giờ thứ sáu, em sẽ làm gì, hạ áp điện đúng không? Rồi tiếp theo. Hiện tại là bệnh nhân đang có đau đầu nhiều nên là em nghĩ là đang có một cái sự tăng áp lực nội sọ nên là mình sẽ giải quyết cái vấn đề đau đầu cho bệnh nhân. Kiểu biết sao cụ thể rồi. Em nghĩ là cho bệnh nhân nằm nâng cao đầu, để nó giảm cái áp lực trên cái não. Còn Nâng cao bao nhiêu, nâng cao tư thế ngồi em luôn hay là nghĩ là sao? từ 30 độ, em nghĩ là nâng cao đó còn 30 độ để kiểm soát cái áp lực nội sọ, và đảm bảo cái áp lực túi máu não vẫn còn giữ được rồi. Làm sao lại biết, sao lại biết mà áp lực tới nào vô được? Em đang hạ huyết áp xuống kìa, em đang hạ huyết áp mà sao em biết được cái gì đây, áp lực tới não, áp lực tới não là bằng gì, áp lực về huyết áp trung bình trừ đi áp lực nội sọ đúng không, mình ra được áp lực tới não nó ra CPB đó, giờ em đang mà áp lực trung bình là phản ánh của huyết áp, giờ em đang hạ huyết áp xuống, nghĩa là em đang giảm huyết áp trung bình xuống rồi đó, là huyết áp trung bình trừ áp lực nội sọ, mà giờ em giảm huyết áp trung bình nó xuống, mình sẽ làm sao để đảm bảo được áp lực tới não? Sao biết?
Dạ, để em suy nghĩ. Dạ, với lại là mình nên đặt một cái đường truyền tĩnh mạch trung tâm, đặt một cái đường truyền tĩnh mạch để dễ dàng xử trí, ví dụ như là cho thuốc hoặc là truyền dịch gì đó cho bệnh Đồng nhân. ý. Dạ. Gì nữa không? Cái em nghĩ là theo dõi cái áp lực nội sọ với lại huyết áp, nhưng mà em chưa biết là sẽ điều chỉnh cái huyết áp như thế nào để cho để cho nó phù hợp cho bệnh nhân này. Cái đó để chắc để em suy nghĩ sau. Thì thôi để em giải quyết cho. Dạ. Ok, nhất á thì đối với anh nói rồi đó, đối với bệnh nhân này khi mà tiếp cận quá giờ thứ năm mà trong tay mình chưa biết ca này là bị cái gì, được cái bị ám thị cho là mình đang học bài xuất não thì sẽ chắc chắn ca là bị xuất não, không thể dạy nghe. Mình đã đứng ở góc độ là mình bác sĩ mình tiếp cận bệnh nhân ở cấp cứu mà nhân vô mình giờ hơn giờ thứ năm thôi, chưa tới giờ thứ sáu, nghĩa là bệnh nhân vẫn nằm trong ví dụ mà mình đã biết rồi đó, 85% bệnh nhân là nhồi máu não, 15% là bị xuất huyết não, thì chắc chắn cái xác suất mà tụi em sẽ gặp bệnh nhân nhồi máu não sẽ cao hơn rất là nhiều, xác suất nó cao hơn tới 4 lần, là cao hơn 4 lần tới 5 lần. Thì cái thái độ đầu tiên của mình chưa biết, nhưng mà bao giờ trong đầu mình phải ưu tiên cái bệnh nhân mà bị nhồi máu não hơn, thì bệnh nhồi máu não sẽ có những phương pháp điều trị đặc hiệu và tiên lượng nó sẽ tốt hơn, chẳng hạn như mình sẽ có phương pháp tiêu huyết khối này, hay là can thiệp động mạch lấy huyết khối bằng dụng cụ gì đó. Thì đó là trường hợp bệnh nhân vô của mình khoảng giờ hơn giờ thứ năm, sắp về thứ sáu, còn trong cơ sở điều trị cấp tính chắc chắn. Còn khi đầu tiên là mình coi từ cái giờ được chưa, thì có thể em chưa biết là những vấn đề này, có những vấn đề về cái quy trình điều trị bị đột quỵ cấp hay là gì đó, ngồi về trong đột quỵ là cái chuyện mà hại khá tích cực, mình không có khuyến khích. Khi tụi em chưa biết được ca này là nhồi máu não hay xuất huyết não thì mình không cần nghĩ cái chuyện mình hạ áp tích cực. Hạ áp tích cực ở trong trường hợp này nó không có lợi đâu nha, tại vì cái hướng xử trí của bệnh nhân mà khi bệnh nhân bị nhồi máu não mà trong 24 giờ đầu, người ta không có khuyến cáo hạ huyết áp trong cái trường hợp bệnh nhân nhồi máu não, chỉ trừ khi bệnh nhân mà huyết áp trên 220 trên 120 ms người ta mới khuyến cáo hạ huyết áp thôi. Nhưng mà trong 24 giờ đầu thì đối với cái ngưỡng người ta hạ xuống, người ta chỉ khuyến cáo trong bệnh nhân nhồi máu não đó, người ta chỉ khuyến cáo hạ khoảng 15 đến 20% trong vòng 24 giờ đầu thôi. Còn trong trường hợp đối với cái bệnh nhân mà xuất huyết não đó, thì mình sẽ được phép hạ áp. Ngày xưa quan điểm ngày xưa là người ta cũng không có hạ áp trong xuất huyết não luôn, vì người ta nghĩ về cái chuyện mình sẽ cố gắng mình sẽ giữ cái huyết áp này để duy trì được các tần số não trong cái giới hạn bình thường. Nhưng mà về sau này khi có nhiều nghiên cứu mới nó ra đời thì đối với trường hợp bệnh nhân xuất huyết não, cái việc mình hạ áp là an toàn và thường là trong ngưỡng từ 140 tới 150 nè, đối với bệnh nhân xuất huyết não. Nhưng mà trong cái trường hợp bệnh nhân này mình tiếp cận ban đầu cấp cứu, mình chưa có gì trong tay hết, mình chưa biết là nhồi máu não, chưa biết là xuất huyết não, động tác không phải là đặt vô là hạ áp thì không, nó bắt buộc mình phải đại CT ha. Còn riêng về cái trường hợp bệnh nhân này mình đánh giá này, thứ nhất là về mặt tri giác tốt, về mọi thứ mình khác thấy bình thường hết, sức khỏe trên đáy đáy là bình thường, chỉ có lâm sàng nên có đau đầu thôi. Nhưng mà trong bệnh nhân đột quỵ chắc chắn là có đau đầu, nó có đau đầu là bệnh nhân đau đầu nhiều nhưng mà cũng chưa gọi lên mức dữ dội thì đó. Thì thật ra về cái mức độ mà chẳng đặt nội sọ như em nói thì cũng có, nhưng mà nó chỉ đụng cái đau đầu thôi, chứ không phải là một cái hội chứng mà theo cái nội sọ nó quá quá nhiều thì mình phải quá lưu tâm trong trường hợp này. Đối với trường hợp bệnh nhân mà tăng đặt nội sọ và tăng đặt nội sọ mức độ nặng, nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài bằng cái đầu tiên đó là loạn tri giác, đó là tri giác đó. Cái khi mà bệnh nhân vô mà ban đầu người nhà khai có đau đầu nè, có đau ngói này, cái từ từ nó cũng lơ mơ dần, bắt đầu không biết gì hết, cái đó chắc chắn là trường hợp cấp cứu rồi đó, chắc là phải sợ rồi đó. Vì khẩn trương có CT thì mình hướng dẫn điều trị nghe chưa không. Còn cái chuyện mà đau đầu thì trong đột quỵ chắc chắn mình sẽ gặp. Còn về sự trí cấp cứu đó, có trường hợp ca này thì gần như sự trí cấp cứu mình chỉ ổn định bệnh nhân thôi, nhưng mà cái quan trọng là nãy như bạn kia có nói là lấy đường truyền. Cụ thể trong cái điều trị đột quỵ cấp thì có hai đường truyền, để thứ nhất là một đường truyền là duy trì dịch này, duy trì thuốc huyết áp này, hay duy trì thuốc hạ áp. Vấn đề thứ hai á, nên có một đường truyền thứ hai trong trường hợp bệnh nhân mà tiêu sợi huyết hay là tiêu huyết khối, là bệnh nhân điều trị đột quỵ cấp có một cái vein đủ lớn để mình điều trị tiêu sợi huyết, một cái vein mình chụp một cái CT có thuốc nha. Thì đó, tóm lại vấn đề sẽ để cấp cứu bệnh nhân này thì mình cứ thái độ của mình là mình cứ tiếp cận một cách bình thường thôi, cũng không phải có vấn đề gọi là quá gấp, là sẽ để triệu chứng ổn định bệnh nhân, đưa bệnh nhân đi chụp cái CT nha. Rồi định khu tổn thương, về chẩn đoán định khu tổn thương và chẩn đoán sơ bộ, nhóm đi nhóm đam đi
ca này sẽ được phẫu tổn thương ở đâu, chẩn đoán sơ bộ là gì? Dạ alo. Nói đi, nghe đây. Anh dạ, ở đây em thấy là có liệt mạch trung ương trái thì em nghĩ là có tổn thương dây dây bảy trung ương. Cái nói vậy em nghĩ gì? Nó nói đi. Lực thu tổn thương làm chỗ đâu? Là thường thì có phối hợp với liệt mọi người cùng bên cho nên là dạ em nghĩ được tới đó thôi thầy. Cái đó đâu phải lực thu đâu. Rồi bạn nào trong nhóm giúp bạn đi, nhóm 6. Có nhóm phó không? Em nhóm phó đây thầy. Ủa vậy hả? Nhóm trưởng nào? Tại nhóm trưởng mạng lát. Thành viên trong nhóm này, các bạn nào bổ sung không? Nhóm 6. Nhóm này có bao nhiêu bạn? Dạ 16 bạn này. 15 bạn. Ủa mình chơi random đi. Bạn số tự số 10 trong nhóm 16 đi. Giúp bạn coi. Có không? Bạn nào tên thứ 10, 16 bạn đúng không? Số tên thứ 10. Dạ cái danh sách này là sắp xếp theo thứ tự của cả lớp đó thầy, nên Ủa vậy có à? thể với bạn không? Dạ. Ủa trả lời lại đi, trả lời lại Dạ giúp bạn đi, alo ạ. trong nhóm đi. Nói đi. Dạ em ở nhóm 6 đây ạ. À, thưa thầy là em thấy là có bệnh nhân có liệt mạch trung ương trái, khó nói, có yếu nửa người trái nên là em nghĩ nhiều tới là ở thân não mà phía bên phải ạ. Bị bán cầu được không? Bán cầu não ạ. Ý là em nghĩ nhiều tới thân não nhiều hơn, còn bán cầu não thì cũng cũng có. Thực ra vậy nè, đối với cái khám mà hay cho kinh sọ thì những khi chắc là tụi em có học rồi, thực sự chắc là như anh dạy bên này thì cái phần mà đưa ra mình nhiều thông tin nhất trong trong những cái dây mà quan trọng nhất trong khám hay cho kinh sọ sẽ khám thì chắc là mình nhãn là khám dây số 7, thì cái dây số 7 là một dây khá là đặc biệt tại vì nó cái sơ đồ chắc chờ anh không biết làm sao vậy, và mình phải cố gắng coi lại cái sơ đồ. Đối với bệnh nhân mà có thể có một triệu chứng liệt mạch trung ương thì cái theo cái sơ đồ của cái dây số 7 á, thì mình cố gắng mở ra mình coi lại thì cái vị trí tổn thương nó có thể nằm, thứ nhất á, có thể nằm ở vị trí mà cầu não cao trở lên, đúng không? Tổn thương cầu não cao đối bên trở lên lên tới trên bán cầu luôn, nó có thể gây được cái triệu chứng liệt mạch trung ương, được chưa? Thì đối với trường hợp này mình định khu nhanh nè, thứ nhất về yếu nửa người bên trái thì yếu nửa người bên trái chắc chắn là bệnh nhân sẽ bị tổn thương cái bó tháp bên phải, đúng không? Thì chắc chắn là bó tháp bên phải sẽ bị tổn thương rồi. Kết hợp thêm mà đường đi bó tháp mình biết là nó đi từ vỏ não vận động này đi xuống bao trong này, rồi nó đi theo đi xuống rồi về phía trước, đi xuống cuống đại não, đi về phía đi ở phía trước của cầu não, đi xuống dưới hành não và xuống bếp bắt chéo tháp, thì bệnh nhân đang bị tổn thương yếu nửa người bên trái thì bệnh nhân sẽ bị tổn thương bó tháp ở phía bên phải, được chưa? Rồi kết hợp thêm thì chống thai gân sọ, bệnh nhân có liệt mạch trung ương ở bên trái thì mạch trung ương bên trái thì bệnh nhân có thể bị tổn thương, để gây ra triệu chứng liệt mạch trung ương á, là phải tổn thương ở phía trên cái nhân dây số 7, có thể là vị trí cầu não cao trở lên trên ở vị trí tổn thương đang sẽ định vị được, có thể là bị ở bán cầu bên phải hoặc là bị thân não bên phải mà từ phía trên cầu não cao trở lên, đó là chính là cái định khu của cái tổn thương nha. Bên này trên lâm sàng gặp rất là nhiều, và thông thường cái xác suất mà để xảy ra trong trường hợp này mình sẽ ưu tiên ở vị trí bán cầu nhiều hơn,
Thì thực sự nếu bệnh nhân bị tổn thương ở vùng thân não sẽ có một số cái dấu hiệu khác nó đi kèm nữa, đặc biệt là bệnh nhân có thể gây ra cái triệu chứng chóng mặt. Cái triệu chứng chóng mặt nó rất là hay gặp ở trong trường hợp bệnh nhân bị ở thân não, nên có do tụi em cũng chưa có tiếp xúc nhiều, chưa có làm nhiều, không có gặp bệnh nhân lâm sàng, nên đôi khi mình sẽ gặp tương đối khó khăn trong quá trình mình chẩn trị nhanh bệnh nhân. Nhưng về mặt logic, đó có những cái dữ kiện đưa ra ở đây, tóm lại mình có thể định khu được vị trí tổn thương. Thứ nhất có thể ở bán cầu bên phải nè, thứ hai có thể vị trí thân não bên phải như em nói, nhưng mà cụ thể hơn chút là cái vị trí thân não này nằm ở từ phía cầu não cao trở lên, như là phía trên nhân dây số 7, thì mới có thể gây ra được cái triệu chứng mạch trung ương. Trong trường hợp nếu tổn thương tại cái nhân số 7 thì nó đã gây ra triệu chứng mạch ngoại biên rồi, thì nói là khi nó hơi lùng bùng, nhưng mà tụi em về cố gắng coi lại cái bài mà khám hay như kinh sọ, và trong đó có cái sơ đồ của dãy số 7, nó cực kỳ quan trọng, rồi đi sau này chắc sẽ gặp thôi, nên là chú ý. Rồi về chẩn đoán sơ bộ thì tiếp tục đi, chẩn đoán sơ bộ lên vị ca này sẽ chẩn đoán là gì? Dạ Bạn thưa nãy thầy là dạ thưa thầy là ca này em chẩn đoán là bệnh chính là nhồi máu não bán cầu bên phải, bệnh kèm là tăng huyết áp, thái tháo đường, biến chứng là liệt mặt trung ương trái và yếu nửa người trái ạ. thật ra về cái biến chứng á, cái biến chứng mà đúng theo kiểu mà sách vở thì những cái em nói nó là triệu chứng hay là biến chứng đúng về mặt sách vở, nhưng mà có thể đi trên lâm sàng mình sẽ thấy mấy chị kia biến chứng là để đối phó bảo hiểm thôi, Dạ. đối phó bảo hiểm phải ghi đó, mà mình đang hiểu là những triệu chứng và là biến chứng. Thì đối với trường hợp mà xuất huyết não mà để nói về biến chứng, người ta hay đề cập biến chứng, ví dụ căng thẳng sọ có thể là biến chứng, có thể triệu chứng này, nhưng mà nó có thể gây ra hiệu quả hậu quả, có thể gọi nó là biến chứng được. Nhưng những cái triệu chứng mà yếu liệt mà trong đối đúng về cái sách vở thì mình sẽ gọi là triệu chứng thôi ha. Còn về chẩn đoán sơ bộ thì chẩn đoán sơ bộ thì có khi chắc tụi em cũng chưa có được học, thì như anh đã nói thì 85% sẽ gặp nhồi máu não, thì như bạn này đưa cái nhồi máu não lên trên là đúng ha. Thì chẩn đoán đầy đủ không một cái nhồi máu não về chẩn đoán sơ bộ đó, thì nhồi máu não ở bán cầu là đúng chuẩn rồi nè, nhưng mà cần thêm bây giờ giờ thứ mấy rất là quan trọng nha. Nhắc đi nhắc lại về cái chuyện thời gian ở trong đột quỵ đó, mình chạy đua với thời gian mà, thì cái chẩn đoán cần có cái thời gian vô. Ví dụ như cái này nè, chẩn đoán sơ bộ là nhồi máu não bán cầu phải khoảng giờ thứ năm gì đó, được chưa? Rồi trên mạng kèm là tăng giác đường đồng ý rồi vậy thôi. Rồi rồi về cận lâm sàng thì em nghĩ cận lâm sàng là ca này sẽ làm gì đầu tiên? Tiên là em sẽ cho làm chụp CT. Con ngồi chờ system sẽ làm gì khác nữa không? Thầy nếu được thì đo áp lực nội sọ. Gì nữa không? À, tiếp theo là làm công thức máu ạ. Để so Nói hết sánh đi. theo cái thời gian nếu mà mình mất máu nhiều á, là mình cũng có thể nhìn thấy được ở trên công thức máu. Tiếp theo thì có thể làm xét nghiệm đường huyết để xem đường máu nó có đang được nó có đang được bảo tồn hay không. Tạm Tiếp đi, thời tiếp đi. thế thầy. Rồi thầy bạn đây cũng trợ cho bạn có bổ sung gì cho bạn không, là các em sai gì? Dạ có 6 nhóm thôi thầy. Qua sao nhóm mà để quay lại Dạ. nhóm một đi, nhóm một bổ sung gì cho bạn không, bạn nào cũng được hết, để gửi thêm cả lâm sàng gì không? Dạ thưa thầy, em là nhóm 4 mà. Em xin đề nghị thêm là mình có thể làm thêm cái điện giải đồ cho bệnh nhân. Vì thường bệnh nhân vô thường hay bị rối loạn điện giải. Như làm ure cờ rề rồi mình có thể quan trọng là làm một cái chức năng đông máu của bệnh nhân coi thử có bị rối loạn đông máu không, rồi mình có thể làm thêm một cái điện tâm đồ và được thì làm thêm một cái men tim nữa cũng được. Dạ rồi em Không hợp lý. đó ạ. Rồi, thêm một ý kiến nữa đi. Một ý kiến nè. Bạn nào được nói suy nghĩ tự do đi tụi em. Thưa thầy, mình làm thêm một cái công thức máu nữa thưa thầy. Con báo bạn nãy đề nghị rồi đó, em có đề nghị thêm gì nữa không? Điện tâm đồ và men tim. Rồi
Thế hiểu không? Tắt không tập đi, nguyên bộ xét nghiệm, đọc nguyên bộ xét nghiệm mà em cần làm đi. Và cái này quá. Sau đó đến, sau đó đến trận đó hình ảnh thôi thầy. Dạ, là đi tâm đồ này, men tim này, cầm tóc máu, xong cái lái đó xong cái đại nhanh đi chụp CT đó đúng không? Ừ, ok, Em cảm ơn em. ok, cảm ơn em. Dạ thầy, Rồi, tôi ý kiến này. Nói đi. Dạ, em nghĩ là nên làm thêm một cái Dimer để tầm soát cái huyết khối tĩnh mạch sau, một cái siêu âm tim để nhiều khi là bệnh nhân có huyết khối tĩnh mạch sau thì bệnh nhân có xơ vữa, bệnh nhân có một cái lỡ một cái thông đường nhĩ thì nó có thể gây ảnh hưởng cái cục Này huyết đang ở phòng, khối này đang ở phòng cấp cứu em ơi, để dạ đang ở phòng cấp cứu. Cái siêu âm tim nó đi hơi xa, đang ở phòng cấp dạ cứu. Thật ra thì cái Dimer như em nói thì nó cũng đáng lo đó, nhưng mà thường mà để mà xảy ra cái tình trạng huyết khối tĩnh mạch sau như em nói thì phải trải qua một quá trình, trong quá trình chứ không phải là bệnh nhân mà mới yếu xong mà nó có cái tình trạng huyết khối tĩnh mạch sau thì đâu, có thể trong quá trình điều trị nó nằm lâu, bắt trọng lâu hay gì đó thì cái chuyện mà làm đi mà làm ý kiến hay á, mà nó mình sẽ nghiêng về cái khi em đã vào viện hơn, nhập viện hơn ha. Còn trong cái quan điểm của điều trị cấp cứu hiện tại, vấn đề này mình sẽ đặt ra sau chứ không phải là khi mình tiếp cận bệnh nhân cấp cứu, hiểu ý anh nói không? Dạ vâng như vậy. Còn siêu âm tim thì chắc chắn mình cũng sẽ làm đó, nhưng mà khi mình nhập viện đã, còn đối với trường hợp cấp cứu thì thật ra siêu âm tim mình thỉnh thoảng cũng có làm nhưng mà nó rất là hiếm, hiếm lắm, tại vì thực ra siêu âm tim không phải là bác sĩ nào cũng làm được đâu, thường là bác sĩ chuyên khoa về tim mạch thì này nọ rất là hạn chế làm cấp cứu, trừ một số trường hợp đặc biệt quá hy hữu mới làm. Rồi thôi về cận lâm sàng nè, thì có một số cái vấn đề mà anh cần làm rõ cho em nghe. Các bạn ở đầu tiên á, về theo dõi tâm thức máu để coi bệnh nhân có mắc máu nhiều hay không. Tại sao mà chuyện mà xuất huyết não mình không có nghĩ chuyện bệnh nhân cũng là xuất huyết mà mình không có nghĩ bệnh nhân chảy máu nhiều, nó không giống như là xuất huyết tiêu hóa hay là giống như là chảy máu ở những cái cơ quan khác, mà chảy máu não mình không có nghĩ là bệnh nhân sẽ bị mắc máu nhiều, mà như bạn kia mình sợ chảy máu nhiều với là không là công thức máu luôn. Tức là công thức máu là đúng rồi nhưng mà không phải là cái chuyện coi bệnh nhân có chảy máu não nhiều hay không chưa. Cái chảy máu não như hồi nãy anh nói đó, bệnh nhân mà chảy máu não mà là 30 ml, 30 ml là phải biết 30 ml nó chừng nào không? 30 ml là cái chai nước bình thường mình là 5 cặp, mà tụi em đã chảy 30 ml là bệnh nhân đầu tiên là tử vong tới 70% rồi. Thì em nghĩ mà nếu để cho bệnh nhân mà chảy một lượng máu mà thay đổi đến công thức máu, bệnh nhân sống nổi không? Hiểu ý nói không? Bạn đã hồi nãy đó kìa, mình làm cái công thức máu ở trong bệnh nhân xuất huyết não không phải là cái chuyện câu chuyện mà mình sợ bệnh nhân bị chảy máu não nhiều quá, bệnh nhân bị mất máu được chưa, cái lượng mà nó chảy máu não ra mà để nó tử vong mình nó không có, nó chưa làm biến đổi được công thức máu là bệnh nhân đã tử vong rồi. 30 ml là tiên là tử vong trên 70% rồi, em hiểu không? 30 ml là có chút xíu à, mình bỏ ra, nhưng mà trong cái đối với thể tích của não thì 30 ml nó rất là lớn á. Rồi về những cái gì ta, về những cái cận lâm sàng khác, thứ nhất là đại bạn kia nói ý rất là hay, rất là đúng đó, là bắt buộc có chức năng đông máu, bắt buộc có chức năng đông máu, tại vì cái chức năng đông máu ở đây mình phản ánh nó không chỉ về cái chuyện mà bệnh tìm được nguyên nhân xuất huyết não, là vấn đề thứ hai là trong một số trường hợp cần phải phẫu thuật cấp cứu đó, là mình cần phải có cái chức năng đông máu. Trong cái chức năng đông máu đồng bộ là bây giờ bao gồm mình có cả công thức máu trong đó, công thức máu là phản ánh đông máu qua tiểu cầu. Ngoài ra mình có cái về PT, về APT, về spirulina, đó là trong những cái xét nghiệm cấp cứu. Và đặc biệt trong một số trường hợp là để ví dụ bệnh nhân đang điều trị chống đông chẳng hạn, thì mình phải có được cái chức năng đông máu để phản ánh được cái tình trạng để ra quyết định điều trị nó hợp lý. Rồi những cái xét nghiệm về thường quy như là chức năng gan này, chức năng thận này, đường máu này, đường giải đồ này, cái đó bắt buộc mình phải làm trong quá trình cấp cứu rồi. Được chưa? Tóm lại, những cái đề nghị cận lâm sàng về xét nghiệm máu trước, về những cái xét nghiệm thường quy mình cần làm, thứ nhất công thức máu này, thứ hai là chức năng đông máu này, thứ ba là chức năng gan thận này, thứ tư là điện giải đồ này, thứ năm là một số trường hợp như nãy bạn kia nó có thể làm troponin T cũng được. Và đặc biệt là trong bệnh nhân mà nhồi máu não á, thì cái tỷ lệ mà kèm theo cái tổn thương cơ tim hay là những bệnh lý tim mạch động mạch á, nó lên tới con số 25 tới 30% đối với trường hợp bệnh nhân nhồi máu não lận. Mình bắt nên thường quy hiện tại bây giờ tôi đang làm là sẽ có troponin T kèm theo. Thì đó là những xét nghiệm mình, xét nghiệm về mạch máu mình cần thiết. Ngoài ra nên làm thêm một định tâm đồ.
trên tầm đồ. Đây là những xét nghiệm mà rất là nhanh, làm khi mà tiếp cận bệnh nhân cứu đúng không, bác sĩ khám xong cho gia đình điều dưỡng ra, trong làm đánh xét nghiệm là điều dưỡng rút xong được hai ống máu rồi, mắt nó đi tìm đèn đo chưa tới 5 phút rồi, chắc chắn là sau khi xong hết cái thủ tục đó là cái bắt buộc phải cần là cái này chắc ai nó được là cái CT, chắc chắn phải cần cái CT. Thứ nhất là để em ra được cái chẩn đoán là nhồi máu não thì là xuống thế nào, rồi mới có được cái hướng mình xử trí và điều trị cho bệnh nhân. Chưa có hỏi gì thêm ở phần này không? Cái này dạ, bác cho em rất hỏi là dạ bác ơi, cái này là bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được từ lát giao 15 điểm là mình có thể nghĩ đấy là mình đang khám trong lúc mà bệnh nhân có một cái khoảng tỉnh không ạ? À? Không tỉnh là thường cũng có em, cũng có thể. Nếu bệnh nhân đang tiến triển, em phải hiểu cái khoảng tỉnh đó. Cái khoảng tỉnh thường sẽ đề cập ở trong cái vấn đề chấn thương hay là trong vấn đề đột quỵ cũng có khoảng tỉnh. Nhưng mà nếu trong đột quỵ thì khoảng tỉnh nó ít hơn. Thường cái khoảng tỉnh trong đột quỵ nó sẽ diễn tiến nó dài hơn so với khoảng tỉnh ở trong cái chấn thương. Thì ban đầu có thể là lượng máu nó chảy ra nó nhỏ thì bệnh nhân chưa có rối loạn được tri giác, nhưng mà sau đó máu nó chảy nhiều hơn thì bệnh nhân có thể lơ mơ, bệnh nhân có thể hôn mê đi, đó người ta gọi là cái khoảng tỉnh. Còn trong trường hợp này thì ban đầu thì bệnh nhân tỉnh, nhưng mà có thể theo đó theo dõi thôi chứ cũng chưa có hẳn là bệnh nhân có còn sẽ đây được không nghe. Trong đột quỵ là diễn tiến nó kiểu nó khác, ban đầu tỉnh có thể sau đó bệnh nhân nó chảy máu xuất huyết nó nhiều hơn, có xuất huyết tăng lên làm sao bệnh nhân nó xấu đi thì nó là diễn tiến nó tệ đi thôi, chứ cũng phải dùng từ khoảng tĩnh trong trường hợp này đó. Dạ, em cảm ơn bác ạ. Rồi, hỏi gì nữa không thì đối với bệnh nhân này, này thực tế sẽ gặp đó, chắc chắn luôn. Dạ, alo bác ơi, cho em hỏi là khi nào mình chỉ định khảo sát mạch máu như là DSA hay là CTA được cho bệnh nhân? Khi nào lúc nào? Chắc chắn là nói là nó cũng hơi khó, nhưng mà nó chắc chắn là sau khi em có cái CT bình thường, chắc chắn sau khi em có CT không thuốc mà mới nghĩ đến những cái cao cấp hơn. Tại vì như anh nói đó, thực ra đối với tụi em trong cái bài này mình sẽ khu trú vào những cái tổn thương thường gặp nhất thôi. Thì nguyên nhân của xuất não có rất là nhiều nguyên nhân, rồi trong đó có một nhóm nguyên nhân cũng tương đối phổ biến là nguyên nhân do dị dạng mạch máu này, rồi là thậm chí bệnh nhân mà vỡ tứ phình thì gây ra xuất huyết nhu mô được. Thì tùy theo cái tổn thương ở trên cái CT không thuốc mình sẽ có những cái đặc điểm phân tích ra, mình nghĩ là nguyên nhân là cái gì, mình sẽ có được cái chỉ định tiếp theo cho nó hợp lý. Ví dụ bệnh nhân mà xuất huyết não do tăng huyết áp, hồi nãy em có chỉ những cái vị trí thường gặp đó, ví dụ bệnh nhân xuất huyết ở vị trí nhân đạo, nhân giám nè, đầu thị nè, cầu não nè, tiểu não nè, thì gần như phần lớn trường hợp đó là bệnh nhân sẽ đau gần trạng nguyên nhân tăng huyết áp, mình sẽ không có thực hiện những khảo sát về CTA hay là DSA sau đó. Hoặc là một số trường hợp ví dụ bệnh nhân xuất huyết trên đối tượng bệnh nhân trẻ này không có tăng nguy cơ, không có tăng huyết áp, không có yếu tố nguy cơ nhân trẻ gì đó thì mình cũng phải chụp một cái viên CT có thuốc khảo sát mạch máu để mình phát trường cái trường hợp do dị dạng và do những nguyên nhân bất thường khác, hiểu biết không? Còn những nguyên nhân mà em đã định hướng được nguyên nhân mà đã làm tăng huyết rồi thì mình không có cần thiết mình phải làm những cái phương án là CTA là DSA nữa. Chứ thường là trên bệnh nhân lớn tuổi có yếu tố nguy cơ huyết áp, cái vị trí tổn thương phù hợp với vị trí mà tổn thương thường gặp của tăng huyết thì mình sẽ không có lựa chọn những cái phương pháp CTA hay là DSA, mà chỉ đủ CT bình thường là được rồi. Được chưa? Dạ, em cảm ơn. Khi nào làm MRI? Làm như anh nói nãy á, về cái đối với bệnh nhân xuất huyết não thì CT gần như cái độ nhạy độ đặc hiệu rất là cao rồi. Có xuất huyết là có CT là em đã nhìn thấy đủ. Nhưng mà một số trường hợp xuất huyết não cũng sẽ chụp MRI. Nếu em nghĩ xuất huyết não đó là thứ phát sau cái huyết khối tĩnh mạch nội sọ, thường là chỉ định thường gặp trên đối với một cái bệnh nhân mà xuất huyết não mà mình chụp MRI là thường sẽ gặp cái trường hợp đó nhất. Nhưng mà về phương diện mà tiếp cận cấp cứu bệnh nhân đột quỵ, cái MRI á thì mình xây mục tiêu của dùng MRI á, mình nói luôn đi, rồi trong bệnh nhân nhồi máu não đi thì thường cái MRI, cái CT, cái độ nhạy nó sẽ dùng chụp trung hoàng sau á, có tổn thương của phần thân não thì mình chuyển não thì sẽ không có những rất là thấp. Thì để mà khảo sát những có tổn thương mà nhồi máu não ở cái phần thân não hay là vùng tiểu não thì có xu hướng mình sẽ ưu tiên sử dụng MRI để làm rõ tổn thương, được chưa? Ngoài ra một số trường hợp bệnh nhân đột quỵ tới sớm, đột quỵ không rõ thời gian khởi phát, ví dụ bệnh nhân đi ngủ lúc 10 giờ đêm, thức dậy lúc 6 giờ sáng thấy liệt bà nữa người, giờ chụp phim CT mình không thấy, mà giờ mình không biết cái ca này nó bị sớm bị trễ để ra quyết định hợp lý, thì cái MRI lúc này sẽ có cái vai trò giúp cho mình nhận diện được và giúp cho mình gián tiếp đánh giá được cái thời gian của bệnh nhân bị từ khi nào.
dựa vào cái những cái xung mà chắc nó còn sâu quá chứ không nói cho em biết làm gì. Thì ấy nói không, cái tùy theo trường hợp. Đối với bệnh nhân mà xuất huyết não bình thường rất ít khi nào mình chỉ định MRI, rất là ít. Bởi vì trên CT là gần như độ nhạy độ đặc hiện rất là cao và cho mình thông tin đầy đủ nhận diện đủ chẩn đoán rồi nên không có làm được MRI trong trường hợp này. Nhưng mà một số trường hợp xuất huyết não mà không có thường gặp, vị trí nhưng không có điển hình, ví dụ như là nằm ở cái vùng mà thùy não này, vùng vỏ não hay nằm trong bối cảnh nhà chỉ nhận xuất huyết chẳng hạn, thì mình không có loại trừ được huyết khối tĩnh mạch. Để các MRI nó sẽ đọc vị rất là tốt để giúp mình khảo sát được các xung quanh tĩnh mạch trong cái trường hợp này, được chưa? Rồi hỏi gì nữa không em? Này cái thuốc này nè, rồi chẩn đoán điều kiện lâm sàng sẽ cấp cứu được khu đối với là cái trường hợp lâm sàng này, em muốn hỏi gì nữa không? Dạ thưa anh, cho em hỏi là cái mà đối với mà một cái bệnh nhân mà vào cấp cứu như đi tại này là cái quá trình mà khi mà mình nhận bệnh rồi mình khai thác bệnh sử tiền sử rồi cho tới khi mình xử trí rồi định khu chẩn đoán sơ bộ với đề nghị cận lâm sàng thì yêu cầu mình làm trong vòng bao nhiêu thời gian là bao nhiêu thời để ra nó không có yêu cầu về mặt thời gian đâu, nhưng mà càng nhanh càng tốt, nó là giải đợi. Người ta đốt với những người mà không quen rất là mất nhiều thời gian, thường ở những cái bệnh viện mình được đào tạo một cách liên tục á, cập nhật là mình làm nhiều quen tay thì rất là nhanh thôi, những thao tác này cực kỳ nhanh, nhận diện bệnh nhân được, mình làm những thao tác nhanh. Chẳng hạn như trường hợp mà mình kết hoạt được cái quy trình mà điều trị tia sơ huyết chẳng hạn thì thường có thời gian mà ở tới độ time hiện tại bệnh viện cánh là cỡ 20 tới 30 phút thôi. Có nghĩa là từ lúc bệnh nhân tiếp nhận bệnh nhân được cứu này, tới lúc bệnh nhân được bơm thuốc tia sơ huyết mất khoảng 20 tới 30 phút là cùng. Thì nó tùy vào cái mức độ quen với lại cái tùy của bệnh viện, mình không có nói được. Một số nơi có thể người ta không quen, ta làm chậm hơn, một số nơi đã quen rồi gặp hoài thì mình làm nhanh hơn thôi, chứ cũng không có cái yêu cầu là có bao nhiêu, nhưng mà càng nhanh càng tốt. Dạ em cảm ơn. Rồi qua nghe, rồi tới đề nghị cận lâm sàng, bây giờ đề nghị đại động hết rồi đó. Rồi đây là cái CT, đây là kết quả CT. Rồi, nhìn nhanh CT nè, rồi chúng ta nhóm 2 đi, nhóm 2 đại diện nhóm 2 đi, đọc thử cái phim CT này coi. Đại phần hành chính thì nó nhỏ quá rồi, mình không cần đọc hành chính làm gì, tập trung vô cái vòng tổn thương được. Nhóm 2. Dạ thay là trên phim CT này em thấy một khối máu tụ tăng tỷ trọng ở vùng không đập vô là không có đập CT á, mình không có đập vô là mình đập liền, nó là tổn thương máu tụ là không có tụ gì hết, được chưa? Mình đập một cái phân biệt cho được, nó đầu tiên là tổn thương là tăng nồng độ hay là giảm nồng độ trước, rồi từ từ, từ rồi sau đó mới cảm nghĩ là nó là cái gì, chưa? Để phân tích lại để nghe rồi. Dạ thay là một khối tổn thương tăng tỷ trọng ở vùng nhu mô nào, vùng đôi thì ở phía bản cầu nào ở bên phải, và không gây đại lực nâng dừa. Xung quanh khối tổn thương thì có hiện tượng là giảm tỷ trọng. Bạn khác trong nhóm bổ sung đi, nhóm 2 ai bổ sung nữa không? Đọc là khối thông thường tăng nồng độ ở vùng độc thể bên phải, xung quanh có khối thông thường giảm đi trọng. Ai làm nhóm 2 bổ sung không? Nhóm 2 không bổ sung đúng không? Để nhóm khác đi, bạn nào cũng được. Bổ sung theo cái phim này, bạn đọc rồi đúng chưa, đủ chưa, không thiếu gì không? Dạ, thay cho em đọc kỹ CT. Hiện tại trên CT thì em thấy một hình ảnh tăng tỷ trọng ở cái đoạn nhân sạm sâu, ở cái đoạn nhân sạm sâu, là cái đoạn vùng đoạn sâu của cánh tay sâu á, đoạn đôi cánh tay sâu bao trong gọi là gạc nhân, vậy là ở trong cái não thức ba, não thức tư thì thấy hình ảnh cục, thấy hình ảnh tăng tỷ trọng. Thì hiện tại thì cái này thì em nghĩ là xuất huyết não. Với lại là hình ảnh phu não xung quanh cái xuất huyết nhu mô, xuất huyết ở não sau nữa. Em xin hết ạ. Cảm ơn em.
Nói chung là hai bạn gộp hai ý kiến lại là cơ bản ông này gần đầy đủ rồi đó. Thì đây thì thấy là cái khối xuất huyết này, cái cấu trúc này là cái đồ thị nghe, không phải là nhân xám. Nó nhân xám thì cái từ nhân xám thực ra đồ thị cũng là một cấu trúc chất xám, nhưng mà để dùng từ nhân xám thì người ta hay dùng cho vị trí nhân đuôi này, là nhân đạo á, thì người ta mới gọi là nhân xám. Còn vị trí này chính xác là đồ thị, nên là đồ thị bên phải, được chưa? Thì cái khối xuất huyết ở đây là cái vị trí xuất huyết, cái khối một cái tăng tỷ trọng ở ngay vị trí đồ thị ở bắc cầu bên phải. Như đây, như này, đây là gần như đồ thị, đây, rất là nhiều lát. Thì cái khối này ngoài ra mình còn thấy máu ở đâu nữa? Đoạn thứ tư này, đoạn thứ tư này, bệnh nhân nói đó hai lát quan trọng nhất, một là lát ngang qua cầu não này, cầu não mình thấy cầu não đây, cầu não không thấy xuất huyết này, nhưng mà não thứ tư thấy có máu, bán cầu tiểu não hai bên mình không thấy máu, được chưa? Rồi cái lát thứ hai quan trọng là lát nào? Có lát đi qua một cái nhân xám đây, đồ thị có máu này, có tăng tỷ trọng ở đây, có cái nhân xám, cái nhân đạo này, nhân đạo, nhân đuôi mình không thấy. Ngoài ra là cái não thứ ba mình thấy có máu não thứ ba này, được chưa? Rồi đó có trường hợp này đọc luôn cái phim đọc nhanh luôn, đó là cái một cái tổn thương xuất huyết não ở cái vùng đồ thị bán cầu bên phải xuyên não thất, khả năng cao là xuyên ngay vị trí này nè, nó thông vào não thất hay là xuyên não thất, tràn não thất thì đó dùng từ nào cũng được, mà thôi quan quan là dùng từ xuyên não thất. Lại có một cái vấn đề nữa, tôi thấy cái não thất của hai bên của bệnh nhân này bắt đầu thấy có hiện tượng bắt đầu nó hơi giãn rồi đó, được chưa? Bắt đầu có não thất nên nó hơi giãn rồi, mà cái độ này nó giảm nhẹ thôi, nó cũng chưa phải là trường hợp cấp tính gì hết, nhưng mà bắt đầu cũng phải cảnh giác về cái tình trạng mà não ung thủy rồi. Thì về đối với những trường hợp bệnh nhân bị xuất huyết trong não thất á, như này mình có cái tham điểm một tiên lượng đó. Trong cái tham điểm tiên lượng nhân tham điểm xuất não có một cái chỗ là xuất não thất trong đó, thì đối với trường hợp bệnh nhân xuất não thất thì tiên lượng nó sẽ xấu hơn trường hợp bệnh nhân không có xuất não thất, vì rất là dễ gây ra cái tình trạng mà nó kẹt cống não và gây ra cái não ung thủy. Ở đây mình có máu trong não thất tư này, máu não thất ba này, đó bắt đầu não thất nhưng phía trên này bắt đầu nó hơi giãn giãn so với bình thường này, nó hơi chớm giãn thôi chưa phải là giãn rõ ràng lắm, nhưng mà bắt đầu đã có hiện tượng nó hơi giãn một chút xíu rồi, thì đó là khả năng cao là lý do bệnh nhân đau đầu, là lý do nó đặc biệt ở trong trường hợp này đó. Nó không máu tụ trong nhu mô nó không có nhiều, nhưng mà nó có máu trong não thất, nó bắt đầu làm não thất nó hơi giãn ra, nó áp lực ở trong não tăng lên, nó gây bệnh nhân có hiện tượng đau đầu rất là nhiều, được chưa? Nhưng mà nó này nó mới giãn nhẹ thôi, không chưa thấy vấn đề gì là gọi là cấp tính cấp cứu hết. Rồi sau khi có cái phim chẩn đoán ở đây, chẩn đoán một cái chẩn đoán đầy đủ xuất huyết não đồ thị là ca này mình phải đo thể tích bao nhiêu. Về cách đo thể tích, đo thể tích thì chắc anh cũng không yêu cầu là phải biết cách đo thể tích ở đây, nhưng mà có nguyên tắc đo là a nhân b nhân c chia 2 á, dùng ba cái chiều nhân lại chia ra mà anh không yêu cầu. Nhưng mà trên lâm sàng, thật là lâm sàng bình thường là khi mà chẩn đoán nhà suy não có để có thể tích vô, vì hồi nãy anh có nói tại vì cái thể tích suy não là trong yếu tố mà tiên lượng độc lập, tiên lượng độc lập chính xác nhất mình nguy cơ tử vong của bệnh nhân, và có một cột mốc đó là 30 ml là 70% tử vong, nhớ nghe. Đó có trường hợp này sau khi mình có cái chẩn đoán xác định như vậy đó, kết hợp với các thông tin lâm sàng hồi nãy, bây giờ chẩn đoán xác định là suy não rồi, kết hợp với thông tin lâm sàng hồi nãy như vậy, thì giờ mình sẽ theo dõi xử trí như thế nào. Nhóm 3 đây. Nhóm 3 đây, bây giờ mình sẽ theo dõi sự trí kiểu sao. Lưu ý gì? Dạ alo thầy ơi, bạn nhóm trưởng nhóm ba là bạn đi, bạn của bạn đi lạc nên Ừ, đang bạn hơi hay ạ. Dạ bạn nào bạn được, nhóm bạn trưởng. nào được, Dạ. cứ trong nhóm ba là được đấy, ai nó được hết, không bạn nào cái kiến nó được. Giờ số não vậy đó, đối với thông tin lâm sàng có vậy nè, nó sẽ điều trị ra làm sao, mình cần lưu ý những vấn đề gì, mình theo dõi ra làm sao. Ai được có nghe được không?
Thứ hai là đầu tiên mình nghỉ ngơi tại giường và điều trị tăng huyết áp. Điều trị sao em? Nói nghe coi. Điều trị tăng áp với trường hợp này điều trị sao? Dùng thuốc uống gì, nhóm gì? Hay là thuốc truyền, truyền như thế nào, nhóm nào? Biết không? Mức huyết áp sẽ đưa xuống là khoảng bao nhiêu? Nghỉ ngơi tại giường là làm kêu sao? Dạ, thứ hai là nghỉ ngơi tại giường thì mình hạn chế di chuyển, giảm tối đa các kích thích ánh sáng và kích động. Còn đối với điều trị tăng huyết áp thì em chưa tìm hiểu ạ. Các bạn nào khác có ý kiến không? Chắc hơi khó hơn. Dạ, thầy cho em gọi về phân hệ. Nói đi. Cái huyết áp thì cái theo cái ASR thì cho hà nếu mà bệnh nhân nằm khoảng huyết áp từ 150 đến 220 thì sẽ cho khoảng dưới 140, thì bệnh nhân này là 200 thì hiện tại thì em cho khoảng hà dần dần xuống cho không hà ngồi xuống 140 thì cho khoảng 100 tới khoảng gần 150 thì theo đó để tiếp tục theo dõi. Rồi còn đối với thuốc điều trị thì theo cái phác đồ thì nếu mà trên 220 mình mới dùng cái đường truyền tĩnh mạch, thì lớn 220 thì dùng đường truyền tĩnh mạch, nhưng mà đây là trường hợp cấp cứu thì mình đôi khi mình cũng thể lựa chọn một đường truyền tĩnh mạch để hai áp suất cho mình để giảm cái chảy máu, thứ hai là làm tăng tỷ lệ phục hồi cái chức năng của nhu mô não sau này. Thì cái về lựa chọn cái thuốc á thì họ cho sử dụng các thuốc mà cái có cái hấp lái cái gọi là bảng thải, cái bảng thải ngắn mà trong đó thì cái nitroprusside gọi lại là hydralazine thì không được chọn là lựa chọn đầu tay, không phải là một lựa chọn đầu tay vì nó có thể gây áp lực tăng ICP. Dạ em xin hiểu. Cũng có đọc đó. Nhưng mà về cái rồi thường đi vô luôn, vấn đề hiện tại bây giờ quan trọng nhất đó với suy não là huyết áp. Thì anh nói thì cái một trong yếu tố mà tiên lượng mà quan trọng nhất đối với bệnh nhân suy não là cái tích có xuất huyết. Hiện tại bây giờ có một cái khái niệm người ta đang khá là tập trung là có mức độ tăng trưởng khối mô tụ trong vòng 24 giờ đầu, có nghĩa là cái mức độ tăng trưởng khối mô tụ thường là xảy ra trong vòng 24 giờ đầu và có xu hướng bệnh nhân sẽ tăng thể tích là nhiều nhất. Thì cái nguyên nhân mà trực tiếp thì chắc chắn người ta đã khẳng định rồi là một cái thông thường đó là huyết áp. Thì trước đây thì đối với quan điểm điều trị người ta không có khuyến khích cái chuyện hạ áp, người ta sợ với cái chuyện mà giảm trực tiếp máu não. Nhưng mà thời gian gần đây với nhiều nghiên cứu mới, đặc biệt là nghiên cứu trên nghiên cứu Interact 2 á, thì người ta cho thấy là cái chuyện mình hạ xuống 140 mg/dL là nó an toàn. Và cái AHA như nãy bạn nói là cái khuyến cáo AHA thì dựa trên nghiên cứu Interact 2 thì cho ra cái khuyến cáo là có thể đưa xuống 140. Được chưa? Còn về cái thuốc thì người ta sẽ ưu tiên trong cái giai đoạn cấp tính mà sẽ ưu tiên cái thuốc đường tĩnh mạch. Thứ nhất tại sao phải dùng đường tĩnh mạch? Thứ nhất vì đường tĩnh mạch đầu tiên tác dụng nhanh, thứ hai là cái thời gian bán hủy ngắn. Là trong trường hợp đấy mình hạ áp và thấy bệnh nhân nó bị hạ nhiều quá thì mình giảm điều vi, thì áp bệnh nhân có thể nó trở lại bình thường nhanh được. Còn nếu trong trường hợp sử dụng thuốc uống mà chẳng may bệnh nhân bị hạ áp nhiều quá thì nó mình không có cách nào để đưa đang thấy áp lại bình thường được, tại vì cái chuyện mà mình hạ áp đối với cái bệnh nhân đột quỵ, kể cả bệnh nhân suy não thì đều gây ra hai chuyện khác, một mặt nó giảm giảm đi tích không có tụ là chúng có lợi, nhưng mà mặt khác nó có hại ở chỗ là nó làm giảm mức độ tích máu não. Theo cái công thức đó, mình đã có cái CBP rồi MIP trừ đi ICP được chưa, thì phải cân bằng rất là nguy cơ giữa hai cái thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì bằng chứng đầy đủ về cái mặt có thể hạ áp xuống 140 là an toàn và ưu tiên dùng cái thuốc đường tĩnh mạch. Thì trên lâm sàng hiện tại thuốc đường tĩnh mạch ở Việt Nam luôn á thì mình hay dùng là thuốc nicardipine. Nicardipine là thuốc thông dụng nhất ở Việt Nam hiện tại. Ngoài ra nước ngoài thì có một số chất liệu chế beta, ví dụ là betalon hay gì đó, nhưng mà nó hiện tại trên thị trường Việt Nam cũng có, mình ưu tiên sử dụng các thuốc loại nicardipine. Rồi cái mức mình sẽ cố gắng mình đưa về khoảng 140 đến 150. Mà anh em nói thêm luôn là thường cái mức huyết áp nó sẽ không có một cái mức huyết áp chính xác cho tất cả các bệnh nhân.
người ta chỉ nói mình an toàn khoảng 54 thôi, nhưng mà tùy đối tượng bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân mà thể tích huyết nó quá lớn, bệnh nhân thể tích không máu tụ nó quá lớn rồi, thì cái việc mình hạ áp và đưa xuống 104 thì có thể làm giảm đi cái áp lực tới não rất là nhiều. Thì trong cái trường hợp bệnh nhân xuất huyết não nhiều quá thì mình sẽ có xu hướng mình sẽ để huyết áp nó hơi cao hơn một chút bình thường một chút. Ví dụ như thay vì đưa về 104 sẽ đưa về mức khoảng 150 tới 160 để mình giữ cái áp lực tới cái não, được chưa? Vì khi mà không máu tụ nó mình nhập với mình bệnh nhân khối tụ rất là lớn rồi, cái áp lực nội sọ lúc này đã tăng lên rất là cao. Thì áp lực nội sọ tăng cao này sẽ là hai chuyện, một là gây tổn thương não thêm, mà tuy nhiên một mặt khác cái chuyện áp lực nội sọ cao là cao á thì nó cũng có thể giúp cho mình cái chuyện nó ít gây ra cái tình trạng chảy máu thêm nữa, tại vì lúc này áp lực trong não lớn rồi thì được máu mà chảy ra nó sẽ khó khăn hơn so với bình thường. Này là cái huyết áp của bệnh nhân mình sẽ xu hướng sẽ để nó cao hơn một chút. Còn đối với trường hợp bệnh nhân mà thể tích xuất huyết nó nhỏ á, thì khi này áp lực nội sọ nó tăng không nhiều nên là mình có xu hướng sẽ hạ áp cái mạch tay hơn so với trường hợp bệnh nhân bị xuất huyết nhiều, được chưa? Nhưng mà chắc không đưa về quanh quanh mức 103-104 chứ không phải là mình hạ quá tay. Thì đó là cái điểm mình cần lưu ý. Rồi còn đối với trường hợp bệnh nhân này về mình điều trị thì đầu tiên là những huyết áp như tụi em nói, người ta phải giải quyết cái triệu chứng nữa. Đó là cái chuyện đau đầu, thì có thể đau đầu trong trường hợp bệnh nhân này thì nó có thể gây ra do cái tình trạng mà cái nội thất nó giảm ra đó, do áp lực nội tạng nó tăng. Thì đối với trường hợp đau đầu kiểu này chỉ dùng thuốc giảm đau thông thường là được rồi, paracetamol truyền chẳng hạn. Với ngoài ra mình nhận cái điều trị thông thường khác, ví dụ cho bệnh nhân mình đầu cao 30 độ này, đây này, bây giờ là bệnh nhân nằm đầu cao, rồi trong trường hợp bệnh nhân có sốt thì mình cho hạ sốt, đường máu mà bệnh nhân cao. Thì trong trường hợp bệnh nhân đột quỵ cấp á, người ta khuyến cáo về cái mức đường máu là người ta sẽ cố gắng để dưới 10 mmol trên lít, là tương đương là 180 mg trên decilit, và mức ở phía dưới đó thì trong trường hợp mình để đường máu nó cao quá sẽ dễ gây ra tình trạng phù não, mình làm cho cái tiến triển phù não nó không có tốt. Chúng tương tự là cái trường hợp sốt thì khuyến khích đưa bệnh nhân về nhiệt độ bình thường khoảng 38 độ C là bắt đầu cho hạ sốt là được rồi. Tại vì sốt nó làm tăng thêm tình trạng phù não và tổn thương não lan rộng ra, được chưa? Thì điều trị mình có như vậy đó, thì là cái sốt huyết áp nè, đánh giá loạn lúc, không định về đường máu, điều trị triệu chứng giảm đau, hạ sốt, thì theo dõi sát về mặt tri giác của bệnh nhân, thực hiện cái DASCO. Một trong những cái chỉ định mổ, chỉ định đặt ra việc phẫu thuật trên lâm sàng là rớt điểm của DASCO. Ví dụ bệnh nhân này vô 15 điểm, nhưng mà sau đó thì bệnh nhân diễn biến xấu hơn, còn có khoảng 13 điểm thôi, coi chừng bệnh nhân đang diễn tiến sâu hơn, thì chụp lại một cái phim CT khẳng này, coi thử cái tình trạng nặng thấp là thế nào, đặt thể tích không có tụ được giữa làm sao, rồi để quyết định mà phẫu thuật kịp thời. Thì rồi anh có những câu chuyện mình như nãy bạn kia có nói về chuyện Dedimer đó, mình sợ về cái chuyện bệnh nhân yếu liệt là một chỗ gây ra tình trạng huyết khối. Thì để dự phòng cái chuyện mà huyết khối tình mạch sâu á thì có nhiều cách, thì trong đó một trong những cách là cho bệnh nhân hoạt động sớm, tập hồi chức năng sớm, mình có thể dùng thuốc kháng đông, và mình có thể dùng kết hợp với lại túi bơm áp lực các quả, rất là nhiều cách. Và trước khi làm đi làm sẽ tìm hiểu sâu thêm về những cái vấn đề này. Còn về mặt nguyên tắc thì mình theo dõi điều trị là những vấn đề căn bản thành liệt kê ra đây và khi tụi em tham khảo thêm. Rồi bây giờ xong với trường hợp đầu, thắc mắc gì không hỏi luôn. Dạ thầy ơi cho em hỏi. Ý là em thấy ở bệnh nhân mà xuất huyết não thì có khả năng bị động kinh á, thì người ta có nói là điều trị chống cái động kinh nữa, thì trong trường hợp này mình có làm cái gì không thầy? Chống động kinh, chống động kinh trong bệnh nhân xuất huyết não á, trong trường hợp bệnh nhân khởi phát có cơn co giật thì chỉ định thuốc chống động kinh sẽ được đặt ra, hoặc trong trường hợp bệnh nhân hôn mê và ghi nhận bất thường trên điện não đồ với những cái sóng động kinh, sóng spike á, thì sẽ có chỉ định dùng thuốc chống động kinh. Còn không có chỉ định sử dụng thuốc chống động kinh dự phòng trên bệnh nhân xuất huyết não theo các cái guideline là khuyến cáo mức độ 3A luôn đó, có nghĩa là trong trường hợp bệnh nhân mà không có động kinh, bệnh nhân xuất huyết não vô về mà không có động kinh mà em cho thuốc chống động kinh vô, có nghĩa là đang làm hại bệnh nhân, chưa? Cái thuốc chống động kinh là trong các trường hợp mà không có tác dụng dự phòng, ngoài ra nó đem lại rất là nhiều tác dụng phụ của nó nè. Nhưng mà bệnh nhân mà khởi phát đột quỵ mà có triệu chứng động kinh này, kèm theo hoặc trong trường hợp bệnh nhân hôn mê và ghi nhận sóng động kinh ở trên điện não đồ thì em sẽ có chỉ định phòng chống động kinh, còn không có chỉ định sử dụng dự phòng. Hiểu bên nào? Được chưa? Dạ, em cảm ơn. Rồi, tiếp. Có gì nữa không?
Dạ thầy ơi, cho em hỏi là ở trên cái CT của bệnh nhân này ấy, là có một cái vùng mấy cái khối màu tù nó thay kia hàng giảm đậm đồ và khi cũng mình cũng nghĩ đó là một cái phu nào và chọn phu nào trên bệnh nhân này không vâng. Này là phù não đây. Còn về điều trị thuốc chống phù não này, thực ra khi mình điều trị với chống phù não sẽ đặt ra trong trường hợp bệnh nhân mà tăng áp lực cuộc sống nhiều. Đối với trường hợp này, thứ nhất, cái không có tụ nó thực ra về thể tích thì ước chừng này khoảng cỡ 7 khoảng 7 ml 8 ml à. Thể tích xuống không nhiều. Thứ hai, các áp lực nội sọ bệnh nhân nó cũng không tăng quá lớn với cái não thất nó dạng không nhẹ. Ngoài ra tụi em có thể theo dõi những cái nếp cụ não này. Thấy không? Nếp cụ não này bệnh nhân còn nguyên này. Có nghĩa là trong não vẫn còn đủ thể tích để cho cái não nó chịu đựng được những cái nếp, những cái vỏ của não, thì em thấy cái nếp nó còn nguyên này, thấy đen đen này, cái đó nghĩa là cái áp lực nội sọ bây giờ nó tăng không có quá lớn nên chị chống phù não ở đây mình không có đặt ra. Tại vì thực tế về cái điều trị chống phù não á, tất cả những nghiên cứu hiện tại về những cái nghiên cứu điều trị về chống phù não, kể cả về chuyện thở máy, về chuyện dùng mannitol, dùng natri dương, tất cả một thứ không làm cải thiện tỷ lệ tử vong. Tất cả các biện pháp điều trị chống phù não cho tới hiện tại không có biện pháp nào mà được chứng minh qua các nghiên cứu lâm sàng là cải thiện tỷ lệ tử vong của bệnh nhân đột quỵ hết. Đó chỉ là có các phương pháp điều trị tạm thời, điều trị tạm thời để giúp con bệnh nhân, mình chờ đợi những phương pháp điều trị tiếp theo. Trong trường hợp bệnh nhân này có phù não, chắc chắn là sẽ có phù não ở đây rồi. Đây nè, phù não quanh cái hố mô tụ này, nhưng mà phù não không có nhiều nên mình sẽ không có cái phù não mình sẽ không có đi đặt ra ở đây. Nhưng mà trong trường hợp ví dụ bệnh nhân tiến triển xấu hơn, chụp cái phim ra thấy mắt xóa hết cả các cánh phù não, thấy đường nhựa bị đẩy lèn, thấy não thắt bị giãn bự, thì mình có cái chỉ định mình giảm lực nội sọ, mình sẽ dùng cái thuốc chống phù não vô. Mình trên lâm sàng thường sử dụng nhất là mannitol, một số trường hợp mình sẽ dùng natri dương, hoặc là trong trường hợp bệnh nhân phù não quá mình phải cho bệnh nhân thở máy thì mình kéo giảm cái PaCO2 xuống để giúp giảm lực nội sọ. Được chưa? Dạ rồi, em cảm ơn thầy. Rồi, có gì nữa không tụi em? Tất cả vấn đề về nhân suốt não luôn, muốn hỏi gì hỏi đi. Chứ sau này không có cơ hội đâu. Dạ thầy ơi, đối với những bệnh nhân đột quỵ não như vậy thì những trường hợp nào mà mình có thể chuyển khoa nội thần kinh theo dõi, là những trường hợp nào mình chỉ được chuyển khoa Không ta. mổ cấp cứu không? Thật ra mà nó cũng tùy theo cấu trúc và tổ chức của bệnh viện. Thì thật ra cái đột quỵ là một cái chuyên ngành nhỏ nằm ở trong chuyên ngành nội thần kinh, chỉ tới 50% với số bệnh lý của bệnh nhân nội thần kinh là. Thì những con xu hướng hiện tại bây giờ thì người ta muốn cố gắng người ta tách riêng ra thành một khoa đột quỵ thôi, đơn vị đột quỵ để chăm sóc một cách nó đặc thù hơn, nó chuyên sâu hơn và tốt cho bệnh nhân hơn. Thì thông thường thì hiện tại bây giờ mình ở trong bệnh viện anh đó thì mình sẽ hoạt động theo cái mô hình là tất cả bệnh nhân đột quỵ mình sẽ theo dõi trên khoa đột quỵ hết. Mà trong trường hợp nếu diễn tiến xấu ở trên khoa đột quỵ có lệnh phẫu thuật thì sẽ hội chẩn bác sĩ nội thần kinh sẽ đi mổ thôi. Chứ còn trong trường hợp mà nếu mà cái phim này nè mà vô thấy tri giác bệnh nhân không phải là Glasgow 15 điểm, mà lúc này Glasgow còn 9 điểm, 10 điểm chẳng hạn, có xuất huyết nó quá là nhiều, đây là đường giữa, thì lúc này mình có đặt ra cái chỉ định phẫu thuật cấp cứu thì mình sẽ mời bác sĩ ngoại thần kinh hội chẩn ngay cấp cứu và cố gắng phẫu thuật sớm cho bệnh nhân thôi, chứ cũng không có nhất thiết mà sẽ làm một khoa nào hết, nó tùy vào với bệnh nhân. Em hiểu ý nó không? Thì anh cảm ơn. Hỏi tiếp em, tất cả cái vấn đề xuất não rồi em cần trao đổi thường hỏi con thắc mắc cái gì không? Chứ nghĩ sau bữa này chắc cũng hết cơ hội để tụi em hỏi quay lại đó. Đây cho em hỏi là khi nào thì mình cân nhắc đặt cái đo áp lực kiểu mà dẫn lưu não thất để mà ra để mình theo dõi cái chỉ nào tùy về áp lực. Khi nếu mà mình mổ giải áp thì khi nào, tức là nếu mà đặt ra cái phẫu thuật thì mình sẽ làm gì khi lúc phẫu thuật đó? Để em xin hiểu. Nó về phẫu thuật cái áp của cái não, về thứ nhất nói về trước về cái chuyện đặt ICP trước, thì đó cái ICP nó rất là quan trọng. Và thông thường mà cái ngữ mà ta đặt ra được phẫu thuật là ICP trên 20, là nghĩa là tăng áp nội sọ, ta nghĩ cái cách mà mình sẽ giải áp rồi. Nhưng mà trên lâm sàng mà cũng một số trường hợp mình khó khăn nên quyết định quá chuyện mổ hay không mổ, mình cần phân định đặt rồi và theo dõi bệnh nhân nặng liên tục, thì sẽ cố gắng đặt ICP vô để mình theo dõi cái áp lực não liên tục để mình xử trí cho nó phù hợp ha. Còn về cái chỉ định về mặt phẫu thuật giải áp như thế nào á, thì nó tùy vào cái vị trí của tổn thương. Thì trong trường hợp nếu mà xuất huyết ở phía bán cầu này, vùng vỏ não này, thì cái cách mình phẫu thuật giải áp đây mình sẽ mở cái sọ ra, mình cưa luôn cái sọ, cưa luôn cái bản sọ ra,
mình cho não có cái chỗ để nó bung ra, nó không có bị đẩy lệch mà nó làm tổn thương phần não còn lại, nó giảm bớt lực trong não mà nó không gây cái hiện tượng tụt kẹt não ở phía dưới, được chưa? Là đáy bớt có thể tức không mở rộng ra, thì tùy theo vị trí sẽ mở thôi. Ví dụ trong bán cầu thì sẽ mở cái vùng não trên bán cầu, nó xuất hiện ở tiểu não thì sẽ mở ở cái vùng xương chẩm. Rồi trong trường hợp nếu vị trang bị não ung thủy thì sẽ phẫu thuật đặt dẫn lưu nội thất ra ngoài. Trong trường hợp này này, trong trường hợp này ví dụ lâm sàng bệnh nhân chỉ tiến xấu hơn, Glasgow không còn 15 điểm 13 điểm, mình chụp vào một cái phim thấy nội thất nó giãn nhiều hơn thì chắc chắn cái chuyện đặt ra đây mình không thể, mình mở sọ giá rồi mình chuyện đang sẽ đặt một cái dẫn lưu nội thất ra ngoài. Nhưng mà cái câu chuyện của mình là mình giải phóng áp lực não này thì chỉ là một cái biện pháp điều trị tạm thời thôi, còn điều trị thì căn của nó là vấn đề là không mỗi tụ thì cố gắng kiểm soát áp, tất cả các điều trị khoa khác. Và ngoài ra có rất là nhiều cái biến chứng, đặc biệt là trong trường hợp bệnh nhân mà phẫu thuật dẫn lưu nội thất ra ngoài á, biến chứng mà mình sợ nhất mà thường gặp nhất mà đặc biệt ở Việt Nam mình, trong khi mà công tác chăm sóc của mình nó chưa được tốt á, mình gặp rất là nhiều, đó là cái biến chứng mà viêm não thất. Thì gần như có tỷ lệ mà bị viêm não thất mà khi đặt cái dẫn lưu nội thất ra ngoài mình rất là cao. Mà khi mà bệnh nhân đã đặt dẫn lưu nội thất là một bệnh cảnh rất là nặng nề rồi, mà bồi thêm một cái nhiễm trùng thần kinh trung ương vô nữa thì thực sự tình trạng bệnh nhân rất là xấu. Và rất là nhiều trường hợp bệnh nhân mà tử vong gần như phải dẫn tổn thương não đâu, đa số tử vong nhiễm trùng là chính. Được chưa? Rồi, hỏi gì nữa không tụi em? Hỏi tiếp nè. Dạ thầy, thầy giải thích giúp em cái là em thấy là ở bệnh nhân xuất hiện não, dù là cho xuất hiện não hay do tăng huyết áp hay xuất hiện não do vỡ tủy phân hay là do thoái hóa mạch máu dạng buộc hay là do gì cũng có tăng huyết áp, là vì sao thế? Thì cái đó là do, thì khi phải hiểu hết cái đó là cơ chế tự điều hòa. Thì trong cái cơ thể mình quá trình tiến hóa rất là hay, đó là hai cái cơ quan mà quan trọng nhất của để cho duy trì sự sống, thứ nhất là não, thứ hai là tim. Thì gần như là tất cả những cái gì mà tốt nhất luôn luôn sẽ được ưu tiên cho não, ưu tiên cho tim, được chưa? Chẳng hạn khi mà huyết áp mình tụt chẳng hạn thì cũng sẽ gây ra tình trạng mà co mạch ngoại biên, để nó dồn máu lên não, dồn hết máu lên não tăng huyết áp này. Còn trong trường hợp mình bị xuất huyết não thì sẽ có hiện tượng, chắc chắn là sẽ có cái hiện tượng mà bị tăng áp lực trong não rồi, mà theo cái cơ chế điều hòa tự nhiên thôi. Khi mà cơ thể mình nhận thấy tín hiệu mà trong não sẽ có những cái thụ thể đặc biệt là ở vùng thân não, vùng hành não nó có những cái trung khô, những cái thụ thể áp thụ quan, hóa thụ quan gì đó, nó sẽ nhận cảm. Khi mà nó nhận cảm được là cái áp suất máu lên não nó thấp, vì khi này mình đã có tình trạng xuất huyết trong não, áp lực trong não đang tăng, thì đồng nghĩa với chuyện mà cái CBP ấy, là áp lực tới cái não nó giảm xuống, thì những cái tế bào ở trong thụ cảm này, trong cơ quan trong cái não ấy, nó sẽ phát ra cái tín hiệu nó làm tăng cái huyết áp ở trong cơ thể ra, đáp ứng bằng cách mình tăng cái huyết áp của cơ thể của mình để nó duy trì được một cái áp lực tới cái não bình thường. Chị biết đó không? Đó là cơ chế tự điều hòa của cơ thể của mình đó. Khi mà áp lực tới cái não nó giảm xuống thì cơ thể nó cầm nó huy động huyết áp, huy động máu và những cái cơ quan khác ở đây nó đưa não, thì nó phản ứng bằng cách nó tăng huyết áp. Cái này là tăng áp, gọi là tăng áp mà theo cái kiểu mà phản xạ tự điều hòa. Ngoài ra một số trường hợp đó có thể bệnh nhân do tăng huyết áp nó gây ra xuất huyết não cũng có những cái cần tăng huyết áp cấp cứu chẳng hạn. Đó là kết hợp của hai yếu tố, một là từ cái bệnh nguyên là tăng huyết áp bệnh nhân, thứ hai là cơ chế tự điều hòa cơ thể. Nên thường gần như khoảng 90% của trường hợp của bệnh nhân bị xuất huyết não thì sẽ có hiện tượng tăng huyết áp. Nhưng mà cái xu hướng mà đối với trường hợp như em nói trong bệnh nhân mà do cái bởi dị dạng á, bởi dị dạng thì thường cái xu hướng huyết áp bệnh nhân sẽ không có cao đâu, rất là cái thường mà 10 trường hợp xuất huyết mà xảy ra huyết áp là cao trong bệnh nhân dị dạng thì cũng ít gặp đó. Thường bởi dị dạng thì huyết áp bệnh nhân không có cao, nên là cái chuyện mà bệnh nhân mà xuất huyết não mà huyết áp không tăng thì nó giúp cho mình định hướng một phần được nguyên nhân, thì thường sẽ khảo sát với CTI hay là những cái phương pháp cho nó nặng khác, mình cố gắng mình tìm ra bệnh nhân có dị dạng hay là không. Nhưng mà mình nói ở đây là phần lớn trường hợp bệnh nhân nó sẽ tăng huyết áp, nhưng không phải tất cả 100% y khoa, không có gì là tuyệt đối hết. Cái đó là mình sẽ gặp phần lớn các trường hợp, chứ không phải là 100% các trường hợp bệnh nhân xuất não sẽ có tăng huyết áp. Rồi, hỏi gì nữa không em? Dạ thầy cho em hỏi là trong trường hợp bệnh nhân bị phù não là mình phải dùng truyền mannitol để giảm phù não, ví dụ như trong trường hợp mà bệnh nhân bị đái tháo đường thì mình truyền mannitol được không ạ? Được em, bình thường
không có trong dự định có gì chứ. Cái marathon ở đây là mình đang áp lực, mình đang cố gắng, mình là đó là một cái chất thẩm thấu cao, mục đích mình truyền vô không phải là làm tăng đường máu. Cái marathon nó không phải em truyền marathon vô sẽ làm tăng đường máu nha, mà truyền marathon vô nó sẽ tăng áp lực thẩm thấu á, mà khi áp lực thẩm thấu trong máu nó tăng là thay mất cân bằng, cái cân bằng bình thường thôi, nó kéo nước ở trong cái tế bào não ra, nó làm giảm mất nước ở trong cái tế bào não qua cái hàng rào máu não, nó làm giảm lực ở trong não. Thì cái chống dị định mà đáng lo ngại nhất ở trong cái khi sử dụng marathon nó là huyết áp thôi, tại vì nó làm dễ gây ra cái tình trạng mà lợi bị thẩm thấu á, nó làm tụt huyết áp bệnh nhân. Tôi có gặp một số trường hợp bệnh nhân bị quá tải tuần hoàn sản, ví dụ bệnh nhân suy tim này, bệnh nhân suy thận này, khi truyền marathon vô em kéo nước ra làm tăng thể tích tuần hoàn một cách đột ngột, cái gây tình trạng bệnh nhân phù phổi cấp hay là gì đó. Cái đó là cái chống dị định mình quan tâm nhất. Còn trong tình trạng bệnh nhân đái tháo đường thường, bệnh nhân vô thường quay lại em đã có cái chỉ số đường máu rồi, thì nếu đường máu sẽ kiểm soát insulin thôi, chứ còn không liên quan đến marathon đâu. Nha. Cảm ơn bác ạ. Bao nhiêu nữa không? Không hỏi nữa, qua nghe. Tiếp một câu nè. Ai muốn hỏi nữa không? Rồi, cái thôi, qua cái thứ hai. Thứ hai, chắc đi nhanh hơn ca một thôi. Rồi, cái thứ hai, trường hợp sẽ đi nhanh hơn thôi. Nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Thì trường hợp thứ hai là một bệnh nhân 55 tuổi, nhập viện đau đầu. Cũng tương tự như hồi nãy, giờ đau đầu đây. Giờ sẽ tiếp cận làm sao đây. Rồi, nhóm 5 thôi à. Dạ, thưa thầy. Giờ bệnh nhân 55, bệnh nhân được 55 tuổi vào viện vì đau đầu là... Học học đau đầu dữ dội. Đó, giờ hỏi gì? Dạ, thì đầu tiên hỏi bệnh là em sẽ hỏi là xuất hiện khi nào, cơn đau xuất hiện khi nào, có các cái bệnh đông mắc như tăng huyết áp, đái tháo đường hay không, có dấu hiệu yếu liệt vận động hay không, có nói khó hay không. Vậy đó. Dạ, em chỉ hỏi bệnh là em chỉ hỏi ngắn thôi. À. Nó nhanh luôn nè. Thì ra về cái tiếp cận cái đầu nó cũng như đau bụng như những cái đầu khác thôi. Thì cái đầu tiên bao giờ mình phải hỏi cái thời điểm khởi phát là có báo cảnh khởi phát trước. Thì thời điểm là bao lâu rồi, có báo cảnh như thế nào. Một bệnh nhân mình đau đầu diễn tiến mãn tính. Diễn tiến mãn tính, ví dụ trước đây đau âm ỉ cái đã 2-3 tháng rồi, giờ có đau mía đỡ. Là trường hợp bệnh nhân đau một cách cấp tính, đang làm gì đó, đang làm việc, đang ngủ, đang quan hệ tình dục cái gì đó, bệnh nhân đau đầu dữ dội, nó hai báo cảnh nó khác nhau. Mà mình hướng tới những nguyên nhân nó khác nhau, thì nếu mà học sâu về bài đau đầu sẽ có cái dấu hiệu mà red flag đó, tức là dấu hiệu cờ đỏ, dấu hiệu báo động đó. Thì cái chó chữ mình snoop thì chắc cái bài đau đầu chắc có tụi em có được học rồi đúng không, có dấu snoop thì những cái dấu hiệu cảnh báo thì mình coi trong đó thôi. Còn về khai thác triệu chứng của cơn đau về báo thời gian khởi phát này, báo cảnh này, đột ngột hay mãn tính hay là cấp tính hay gì đó, rồi đau ở vị trí như thế nào, đau nửa đầu trước, nửa đầu sau, đau một bên, đau hai bên, rồi đau liên tục hay đau từng cơn, rồi có cách nào giảm đau hay không, đáp ứng thuốc giảm đau hay không, rồi trong cơn đau thì có những yếu tố nào tăng giảm hay không, chẳng hạn số bệnh nhân đang đau thì vận động kháng sức thì tình trạng đau hơn, có sợ ánh sáng hay không, trong cơn có mụn nâu hay là nâu gây đau đầu, đau ngói gì hay không. Đó là những khai thác hết tất cả những triệu chứng của một cơn đau. Người ta cần khai thác nhanh về yếu tố tiền sử nè, ví dụ huyết áp thì là trước đây có những cơn đau đầu tương tự hay chưa nè, những bệnh lý đồng mạch khác, huyết áp, đái đường, suy tim, tất cả mọi thứ khác. Đang sử dụng thuốc gì là không, có đang có bị tình trạng căng thẳng, stress tâm lý, là gia đình có biến cố gì là không, tất cả yếu tố cần phải hỏi. Đau đầu rất là mơ hồ. Rồi tuy nhiên cần một lưu ý một cái về tình trạng đau đầu trong bệnh nhân đột quỵ, mà đặc cụ thể trường hợp này là đau đầu trong bệnh nhân sốt huyết nhảy á, anh có nói là cái đau đầu rất là dữ dội, cực kỳ dữ dội. Trong textbook người ta gọi là đau đầu sét đánh, thunder clap, thì nó đau khủng khiếp. Gần như tất cả bệnh nhân nào bị sốt huyết nhảy mà tụi em gặp là người ta đau quằn quại luôn. Bệnh nhân luôn luôn mô tả đây là cơn đau mà gần như là tồi tệ nhất trong đời họ từng trải qua luôn á. Thì cái đối với trường hợp bệnh nhân mà tại sao mà trong sốt huyết nhảy đau đầu dữ như vậy á, thì như anh có nói rồi, các thụ thể đau ở trong cái thần kinh trung ương mình tập trung chủ yếu mạch máu với lại các màng não. Thì khi mà máu nó bị xuất tiết là thứ nhất là vừa vỡ mạch máu đã gây đau rồi, đó là máu vô nó kích thích cái hệ thống màng não là gây ra cảm giác rất là đau, cực kỳ đau luôn. Và cụ thể ở đây là cái hộp chứng màng não nó sẽ nổi đậu lên.
Rồi đối với trường hợp bệnh nhân đó, thì mình sẽ có ghi nhận như thế này: tiền sử tăng huyết áp triệu chứng thường xuyên này, đau đầu khởi phát đột ngột dữ dội và sau đó lơ mơ. Đánh giá về mặt tri giác thì lơ mơ ở score 12 điểm mà tới hai bên đều vẫn sáng dương, tứ chi thì đáp ứng đau tốt, về tim mạch bình thường một mềm, nhiệt độ có sốc nhẹ 38.5, mạch nhanh huyết áp trên 80% với VO2 94%. Rồi trường hợp này sẽ xử trí cấp cứu gì? Nhóm sáu nhanh lên rồi sẽ lấy cấp cứu gì? Dạ, đối theo anh thì do anh thấy có SpO2 thì bệnh nhân là có 94 thì em nghĩ là nên nghĩ tới là cho bệnh nhân phải dùng oxy tại cấp cứu. Oxy gì? Oxy kính, oxy mask, là HFC. Dạ, oxy bằng gọng bằng mũi á thầy. Canula đúng không? Rồi trên nhân là có nhiệt độ là 38 độ. Canula đó là mình sẽ tính cái, cho anh hỏi thêm luôn thôi, gọi là mà chắc này là kiến thức cần thiết này. Canula em sẽ tính nồng độ oxy như sao? Ví dụ em cho thở bao nhiêu nồng độ? Dạ, em nghĩ là cho thở 3 lít trên phút. 3 lít thì mình sẽ được nồng độ oxy là bao nhiêu? Dạ, cái tầm 32%. Thấy có nhiệt độ ở bệnh nhân là 38.5 thì em nghĩ là chọn nên cho nên hạ sốt cho bệnh nhân. Hạ sốt bằng gì vậy? Ibuprofen, aspirin hay là gì? Anh cũng chưa nghĩ tới nên mình dùng cái chi nữa. Tiếp đi. Có gì nữa không? Có gì đáng lưu ý ở ca này nữa không? Dạ, ở ca này thì cũng nhận có huyết áp cao với lại mạch cũng nhanh nữa. Nhưng mà xử trí thì anh cũng chưa nghĩ tới là xử trí gì còn. Dạ, với lại Glasgow của bệnh nhân là 12 điểm. Đó là cái quan trọng đó. Cái trường hợp bệnh nhân mà vô mà thấy đau đầu nè, thấy có kiểu khởi phát không, đau vào đột ngột dữ dội, sau đó tiến triển lơ mơ dần, thấy không? Đó có nghĩa là một cảnh mà trong nội trong não cấp tính và đang tiến triển nữa, thì khi mà lơ mơ ở score 12 để vô thấy ca này nặng vô là chết bà rồi, thấy ca này rất là nặng rồi đó nha. Rồi thấy bắt đầu thấy bệnh nhân có tình trạng rất thân nhiệt này, có sốt rồi, FPO2 bắt đầu nó giảm và hô hấp bắt đầu nó tệ rồi đó. Thì tất nhiên về sơ trí cấp cứu thì về mặt nguyên tắc như anh nói về thay ABC trước, thứ nhất là về đảm bảo về airway, về rest, về circulation, thì đầu tiên là phải là đường thở trước, phải đảm bảo đường thở bệnh nhân thông nha, không để hít sặc đàm giải rồi này nọ nè, cần thiết đặt luôn một cái sông bạc dài sớm tránh hít sặc. Được chưa? Trong trường hợp nếu bệnh nhân mà thấy mặc dù là score 12 điểm nhưng bệnh nhân không thể tự bảo vệ đường thở được, thấy có hít sặc trong đó rồi, thấy bệnh nhân biểu hiện siêu hấp gì đó, thì bệnh nhân nghĩ đến chuyện mà đặt nội khí quản sớm để bảo vệ đường thở đó nghe, chứ không phải là mình đợi bệnh nhân không mê phải đặt nội khí quản. Rồi trong trường hợp này thì sốt thì chắc chắn phải hạ sốt thôi, thì đương nhiên phải ưu tiên cái chuyện hạ sốt, thì hiện tại bây giờ thuốc hạ sốt sẽ ưu tiên nhất là thuốc acetaminophen hoặc paracetamol. Còn những cái bệnh cảnh là chưa rõ ràng thế này chớ dại mà đọc aspirin hay là ibuprofen ACS vô để hạ sốt nha. Thì bệnh nhân đa số bệnh nhân cấp tính như vậy rất dễ xảy ra tình trạng stress, đọc chỉ cần sử dụng ACS là gì vô là bệnh nhân rất là dễ xảy ra tình trạng suy tiêu hóa. Và ngoài ra aspirin chẳng hạn nước ngoài là ta có sử dụng aspirin gì đó, nhưng mà aspirin chống vi định trong những trường hợp này vì dễ gây ra tình trạng máu hơn nha. Còn về huyết áp thì tùy thôi, như nãy anh nói hiện tại bây giờ mình chỉ biết đau ngầu đột ngột dữ dội, mình chưa có chẩn đoán được thì huyết áp mình sẽ xử trí tùy vào cái kết quả CT, chứ mình cũng đừng có vội đặt vô mình sẽ biết gì. Còn về SpO2 94 thì đối với khuyến cáo thì khi PO2 mà giảm dưới 95% có chỉ định sử dụng oxy liệu pháp, thì thông thường sẽ đi từ thấp tới cao, thì thấp nhất hiện tại bây giờ mình có oxy cannula đó, thì cái chuyện mình thấy bao nhiêu lít cũng được, nó không quan trọng, quan trọng nhất là cái đáp ứng của bệnh nhân PO2 được bao nhiêu. Em chỉ cần duy trì thở oxy mà khi để cho SpO2 từ 95% trở lên là được, mà ưu tiên ở nồng độ oxy thấp nhất để đạt được cái SpO2 mong muốn. Như mình đã biết thì sẽ có tình trạng người ta gọi là ngộ độc oxy á, và đặc biệt là trong quá trình
đối với những bệnh nhân mà đột quỵ thì cái việc thở oxy liều cao cũng không phải là một cái có lợi, vì oxy là chất gây co mạch nha, gây co mạch não như cái co mạch hệ thống. Ngược lại thì CO2 là một chất gây giãn mạch, nên hai cái đó mình phải nhớ cái đơn vị đó để mình ưu tiên sử dụng một cái liều lượng oxy thấp nhất để đạt được mức độ FiO2 là tối ưu nhất mình mong muốn. Còn về cận lâm sàng thì cũng tương tự như cái trường hợp mà em đã phân tích, thì cận lâm sàng để chắc chắn về cận lâm sàng về cơ bản thường quy, về công thức máu, về chức năng gan thận, về giai đồ, về chức năng đông máu. Thì đối với những cái trường hợp mà rối loạn tri giác, mà đau đầu kiểu này á, mình trong đầu mình bây giờ mình sẽ hướng tới cái chuyện sẽ có khả năng sẽ phẫu thuật đó, nên được mình sẽ làm được những cái xét nghiệm tiền phẫu khác, ví dụ chụp X-quang ngực, đo đi tâm đồ, là có nhóm máu mình càng sớm càng tốt, thì để mình chủ động hơn. Ví dụ trong trường hợp mình sẽ được nhận đi phẫu thuật cấp cứu chẳng hạn. Chưa? Thì ca này thì sau khi mình sẽ có được cái PCT kết quả như vậy. Người bạn nào phân tích đi. Quay lại với nhóm 1, thành viên nhóm 1 đi, bạn nào cũng được. Còn trong lớp mình ai trả lời cũng được, ai đọc cho mình PCT này nhanh đi. Thật đi tụi em, không còn sai đúng gì đâu, cứ thấy gì nói đó thôi. Em xin trả lời ạ. Qua hình ảnh CT thì mình có thể thấy được là có hình ảnh tăng tỷ trọng trong não thứ tư ạ, cái hình thứ hòn thứ ba, hòn thứ hai ạ. Tiếp theo là có tăng tỷ trọng trong não thất ben ạ. Là có hình ảnh là tăng tỷ trọng trong cái hố trên yên ạ. Có tăng tỷ trọng ở cốt rãnh não ạ. Còn gì nữa không? Ngoài ra thì không có để lại đường giữa. Em xin hết ạ. Rồi, thêm một bạn đi. Bạn nào bổ sung cho bạn không? Cơ bản không cần đầy đủ rồi đó. Thay một bạn ở đây, thay bổ sung cho bà. Thay bổ sung gì không? Dạ thay cái trên cái speed em cảm giác cái đi thì em cũng chắc là, nhưng mà em thấy cái mình tăng thị trọng ở vùng cơ đoàn ở nơi chỗ kiểu nào không xấu. Sao cái nào? Dữ liệu, dữ liệu. Rồi, dạ. Còn gì nữa không? Vừa lại là thấy cái hình ảnh tăng tỷ trọng ở não thức ba, não quấn cũng tức là trong lớp tất cả các bể não, vừa lại là não thức luôn. Rồi, cái tuần ca này là bể gì? Dạ, ca này thì em nghĩ là xuất hiện dị nhỉ. Có phân độ gì không? Nãy nói về phân độ, tập phân độ cho quen đây, phân độ Fisher mấy. Quan trọng lắm đó, cái phân độ này nó tiên lượng đó. Biết phân độ Fisher không? Này em quên rồi đấy. Cái ca này nè, thì đặt vô mắt thì mình sẽ có cái điểm hình ở đây là có những hình ảnh tăng tỷ trọng. Tăng tỷ trọng như là khắp cái não luôn. Ngay từ cái vị trí phía dưới này mình đã thấy tăng rồi nè. Bên quanh cái hình não bắt đầu đã có tăng tỷ trọng rồi. Ngoài ra như bạn nói, cái vùng dưới đây là nhất cái vùng rãnh, những cái khe liên bán cầu tiểu não mình cũng đã có rồi, được chưa? Thấy quá trời đâu mà bên cầu não này, những cái khu vực như bạn nãy nói là hố trên yên gì đó, đây quá trời bên cầu não này, bên cầu não, rồi đây là quanh trung não đã có, những hố trên yên bể trước cầu não gì tất cả mọi thứ đều có hết. Ngoài ra mình có máu trong hệ thống não thứ tư này, bên tới đây não thứ ba thấy có máu này, não thứ ba thấy có này, những cái rãnh não, rãnh CVS này, thấy không? Cái là đầy luôn, đầy tăng tỷ trọng hết. Đây, các cơ bắp phía trên đều lắp đầy hết. Thì cái này là một cái trường hợp xuất huyết nhẹ và có máu trong não thất, phân độ Fisher 4. Nhưng mà như anh nói với tụi em đó, thì mình phải lưu ý cho cái dấu hiệu cấp cứu. Một, để được tuần giữa là ca này không có xuất huyết mô rồi mình không thấy. Và hai, là cái tình trạng não thủy. Cái ca này tình trạng bệnh nhân não thất giảm rất là nhiều. Em thấy cái não thất ba nó rất tốt rồi nè. Có thể do tụi em đọc chưa có nhiều thành chức quen, mình không biết là những cái phim bình thường so với những cái phim bất thường,
mà đóng phim này là thế nào thứ ba nó rộng rất giãn ra rất là nhiều rồi, phía trên này giãn nhiều so với phim hồi nãy tụi em thấy này, ca này bắt đầu đã có giãn rồi mà tụi thấy nào thứ ba nhỏ hơn, nó đã có giãn rồi đó nhưng mà tụi nó nhỏ này, thấy chưa, qua ca này nè mà thấy cái nào thứ ba nó rộng tốt hơn rồi này, cái này tình trạng nó thì cực tính rồi đó, mà tại năm sau là tình trạng có tình trạng nó là thị giác. Thì đối với trường hợp ca này thì trong cái cấp trước mình sẽ đặt ra vấn đề chẩn đoán nội thất đó, làm giảm mất các tập trung não, thì tôi có thấy tình trạng phù não không, nó xóa toàn bộ cái nặng cục não ngoài đã bị lấp đầy bởi máu, thì ca này áp lực sọ thường sẽ tăng rất là cao và biểu hiện ra bên ngoài và cái triệu chứng bệnh nhân bắt đầu đã có biểu hiện rối loạn thị giác rồi, đó là một cái hậu chứng tăng áp lực sọ cấp tính và nặng nề. Yeah, thì ca này là về cái phim phim là phải nhận diện được cái dấu mà tăng cái dấu giảm nội thất, cái dấu nó cũng thể yếu cái hợp với lâm sàng là bệnh nhân đã có rối loạn thị giác rồi. Thì đây là một cái tình trạng về cảnh cấp cứu và phải đặt ra vấn đề về phẫu thuật đó, và phẫu thuật ở đây trước mắt là phải phẫu lưu phẫu thuật dẫn lưu nó thấp ra ngoài. Nhưng mà ngoài ra đối với lại cái những cái bệnh cảnh mà xuất huyết dưới nhện tự phát như thế này á, thì nguyên nhân hồi nãy cũng nói rồi đó, thì phần như phần lớn sẽ được hợp là do phối thuốc phình. Thì sau khi mình đã giải quyết vấn đề cấp cứu là mình phẫu thuật dẫn lưu nó thấp ra ngoài chẳng hạn, thì mình phải đặt ra cái vấn đề mình giải quyết cái nguyên nhân cụ thể là tu phần, và sẽ khảo sát những cái phim về CTI trước để mình coi thử bệnh nhân tu phần hay là không, nằm ở đâu, mình cũng biết giải quyết sớm. Thì bình thường cái có những cái biến chứng ở trong cái bệnh nhân mà tu phần nó biến chứng mà đáng sợ nhất là tái vỡ thường diễn ra từ thứ tư trở đi, khi mà cái hiện tượng mà đi giải delivery nút cái điểm vỡ của tu phần nó diễn ra bị đi giải thì cái này tự tái vỡ và nên tự tái vỡ là bệnh nhân sẽ đột tử ngay lập tức. Về sau này mình có một biến chứng đáng lưu ý là biến chứng co thắt mạch, nhưng mà trong vấn đề cấp cứu thì tạm đặt ra cái chuyện sẽ giải quyết cái túi phình này càng sớm càng tốt, thì giải quyết bằng cách mình sẽ tìm nó, thì tìm bằng cách sử dụng CTI thôi, rồi sau đó mình sẽ xin hội chẩn thêm ý kiến bác sĩ can thiệp thần kinh và bác sĩ phẫu thuật thần kinh nên giải quyết túi phình thế nào. Nếu mà thuận lợi cho quá trình can thiệp động mạch mình sẽ ưu tiên can thiệp trên DSI, còn nếu mà can thiệp không được, không thuận lợi, rồi cấu trúc túi phình vị trí không thuận lợi gì đó thì sẽ ưu tiên phương pháp phẫu thuật ngoại khoa. Rồi mình chẩn đoán thôi, thì cái này là một cái xuất huyết dưới nhện tuyến sữa bố này, gây ra vỡ túi phình động mạch não này, thì tăng huyết áp, biến chứng thì có dạng nội thất này, đơ mơ. Thì cái biến chứng ở đây là cái dạng nội thất cấp tính nha, thì gây ra tình trạng tăng áp lực sọ rất nhiều, dẫn đến rối loạn thị giác của bệnh nhân, cần phải giải quyết cấp cứu. Rồi về theo dõi điều trị thì nãy như anh nói đó, thì cái này chắc không phải đặt ra vấn đề phẫu thuật cấp cứu rồi. Thì đối với cái tình trạng tổn thương não nhiều như vậy ấy, đối với tình trạng tổn thương não nhiều như vậy mà có biểu hiện rối loạn thị giác thì sẽ có cái mình sẽ nghĩ đến cái chuyện đặt nội khí quản sớm luôn, sẽ tính đến cái chuyện mà đặt nội khí quản sớm, thứ nhất là vừa bảo vệ đường thở, thứ hai là được can thiệp thở máy để giảm áp lực chống phù não, và thứ ba là sẽ chủ động hơn trong quá trình phẫu thuật này nọ hết nha. Rồi thì theo dõi điều trị thì ca này dựa ban đầu vô sẽ hỗ trợ oxy nè, đồng co 30 độ nè, kiểm soát huyết áp. Huyết áp thì như anh đã nói thì đưa về mức 150-150 hợp lý, còn đấu vào để ổn định mức 150-160 cũng được, vì ca này chắc chắn là đang có chẳng cần sọc nhiều rồi. Thì đặt thêm xong trị lưu xong là dài không được đường máu triệu chứng thì đau sốt, theo dõi sát đi do chụp lại CT trên sọ não không có dự tiết nguồn lợi chuẩn bị sẵn sàng phẫu thuật cấp cứu, thì ca này mình sẽ cân nhắc cái chuyện phẫu thuật cấp cứu đó, khả năng cao là sẽ có khả năng phẫu thuật cấp cứu đặt cho đường thấp ra ngoài, còn tùy quan điểm của bác sĩ thôi, còn có thể nếu mình muốn trì hoãn mình sẽ theo dõi thêm, nhưng mà phải luôn luôn sẵn sàng khi bệnh nhân chỉ cần rớt bị một cái là phải đảm bảo phải đi phẫu thuật liền, chứ không là tự lắm được đâu, hoặc một số người có xu hướng can thiệp sớm là sẽ cho bệnh nhân đi phẫu thuật ngay lập tức luôn, đặt một dẫn đường để giảm bớt áp lực trong não, khảo sát sớm suy đa máu não để tìm nguyên nhân, xác định cái thuốc phình và điều trị nguyên nhân ở đây là can thiệp động mạch phẫu thuật nha. Còn điều trị chắc chắn là có chống phù não rồi, chống phù não ở đây là có thể là thở máy, có thể dùng manitol, có thể dùng natri ưu trương chẳng hạn, nhưng cũng không đào quá sâu về cái chuyện đó, thì nắm được nguyên tắc cơ bản như thế là được rồi. Chưa, đó có những cái trường hợp xuất huyết nhảy thì tụi em muốn hỏi thêm gì không? Hỏi luôn. Thầy ơi, cho em hỏi là cái đo độ dày để đánh giá cái pitcher mình đo đoạn nào cũng được hả thầy? Đoạn nào cũng được đây. Thường đo quanh cái chỗ đây chắc bị lít á.
Dạ vâng, em vâng. À, có bạn hỏi nè, điều trị co thắt mạch thứ phát và cần dự phòng. Đó là về cái mà cái chuyện dự phòng của cái co thắt mạch đó, thì trước đây quan điểm là người ta có ba H, người H là hypervolume này, hypertension này, với lại hyperglobulin, có nghĩa là mình sẽ giữ bệnh nhân huyết áp cao này, giữ bệnh nhân truyền dịch nhiều này, hoặc là nâng cái nồng độ HB lên. Nhưng mà có quan điểm hiện tại bây giờ thì mình sẽ không còn điều trị theo kiểu 3H nữa, thì mình sẽ điều trị một cách thông thường thôi, ổn định bệnh nhân càng sớm càng tốt, thì cái tiên lượng việc xảy ra có thức và thứ phát sẽ giảm bớt. Và ngoài ra là có một cái chất, có một cái thuốc tên là nimodipine, thì trong các thử nghiệm lâm sàng á, thì nó sẽ làm giúp cải thiện cái tiên lượng của bệnh nhân trong bệnh nhân suốt 9 ngày, mình bảo vệ não sau cái co thắt mạch này nha. Thì cái thuốc đó là nimodipine. Thì còn cái còn điều trị mình để dự phòng một cách hoàn toàn thì hiện tại bây giờ gần như mình cũng rất là ít cái cách để điều trị một cách tuyệt đối. Nhưng mà khi mà xảy ra cái, nếu trong trường hợp mình đã xảy ra cái chuyện co thắt mạch thứ phát mình xác định được rồi đó, thì mình sẽ điều trị, mình cũng sẽ có xu hướng mình sẽ lúc này mình đã giải quyết được cái thuốc phình rồi, giải quyết được những nguyên nhân khác rồi, giờ mình chỉ đối phó chỉ một cái chuyện mà co thắt mạch thứ phát này không á, mình sẽ có xu hướng mình sẽ giữ cái khác mà cao hơn một chút xíu để mình giúp cho các mạch máu nó không bị quá co. Sử dụng thuốc ví dụ như nimodipine, có thể là tăng cường truyền thêm dịch một chút, hoặc là can thiệp thêm một biện pháp chống phù não, ví dụ như là cho bệnh nhân sử dụng thêm là tiêu trương hay gì đó. Đặc biệt là trong những trường hợp mà đã xảy ra co mạch thứ phát thì mình không được phép đưa PaCO2 xuống quá thấp. Nha, PaCO2 là chất gây giãn mạch rất là mạnh, đặc biệt là động mạch não. Thì khi mà mình giảm cái PaCO2 nó xuống quá thấp thì nó làm tình trạng co mạch nó càng nặng nề hơn nữa, nó còn xảy ra tình trạng nhồi máu não thứ phát sau co mạch. Còn dự phòng ngay từ đầu, dự phòng ngay từ đầu thì sử dụng cái thuốc nimodipine sớm nè, chứ mình cũng không có cách nào hiệu quả hơn hết. Còn phần lớn cái chuyện của mình co mạch hay không sẽ tiên lượng đó. Chẳng hạn như trong trường hợp này nè, mình thấy cái xuất huyết này rất là dày, rất là nhiều, và Fischer 4 này thì có nguy cơ mà xảy ra cái chuyện mà co mạch thứ phát sau cái số khí nhạy này lên tới con số trên 40%. Một số trường hợp co mạch rất là dữ, gần như là tổn thương nhồi máu não nghiêm trọng luôn. Rồi, tiếp đi, ai hỏi gì không? Hỏi gì nữa không nè? Giờ đây không có cơ hội rồi đâu nghe. Thôi, mẹ hỏi này thôi. Thì nói chung là tóm lại thì cái ngày hôm nay á, thì hy vọng ngày hôm nay xong thì em có ôn lại được một số cái kiến thức về cái bệnh nhân xuất huyết não, đặc biệt là xuất huyết não và xuất huyết dưới nhạy, thì biết một cái một số cái xử trí, một số cách chẩn đoán tiếp cận ban đầu, là xử trí bệnh nhân, là thái độ theo dõi gì đó. Thì hy vọng là qua cái bữa này thì mình có thêm được một chút kiến thức để phục vụ sau này. Thì vì cái bệnh lý đột quỵ bây giờ rất là phổ biến, cực kỳ nhiều, và cái chắc chắn mình là mình sẽ gặp thôi, trước sau ra trường sẽ gặp bệnh nhân người nhà đó. Thì khi mình có gặp những cái trường hợp này thì em có được chút kiến thức gì đó, hy vọng nó còn sót lại để mình xử lý, mình chủ động hơn, mình đỡ sợ hãi hơn nha. Rồi thì thôi, cảm ơn tụi em, thì nghĩ thôi, mày hỏi đây thì nghĩ. Dạ cảm ơn thầy ạ. Rồi rồi, cảm ơn. Dạ chào thầy ạ.